hắc thạch, tên là Ngân Nhi, vừa hay bên Mao Lư Sơn Trang cũng có một, chuyện này chỉ sợ là không phải trùng hợp. Quan trọng nhất là, căn cứ vào tình huống tìm hiểu được, Ngân Nhi này xác nhận là giống y hệt kẻ ngu, người thì lớn vậy nhưng đầu óc giống như một đứa trẻ 3 tuổi, có người nói ăn cực kỳ nhiều, cả ngày ăn không ngừng. Còn có chuyện là cực kỳ dễ dàng bị làm tức giận. Tất cả đó dường như đều ăn khớp với cách nói của Hắc Ly. Thương Thục Thanh lên xe rồi, hộ vệ phía trước phương phủ tạm thời chặn hai bên đường giải trừ tình huống bất ngờ, hắc thạch buông màn xe xuống gõ khung cửa xe một cái, xe ngựa hai người đang ngồi cũng khởi động, không nhanh không chậm đi theo phía sau xe ngựa của thương thục thanh. Sau khi phát hiện ra ngân nhi này bên ta đã lập tức nhầm vào đó để tra xét, kết quả phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Lần đầu tiên Ngân Nhi xuất hiện chính là sau một đại hội linh thú cử hành ở vạn thú môn nhiều năm trước, chính là lần sau đó điệp mộng huyễn giới không có cách nào đóng cửa, Ngưu Hữu Đạo mang nàng về Mao Lư Sơn Trang. Sau khi thiên đồ bí cảnh mở ra, Ngân Nhi này lại đột nhiên biến mất. Mà lần này Thánh La sát sông vào nhân gian rồi biến mất, kết quả Ngân Nhi này lại trở về Mao Lư Sơn Trang. Ánh mắt của Ô Thường không ngừng lóe lên, Hắc Thạch thấp giọng nói: "Thánh tôn, các chuyện trùng hợp như vậy chỉ sợ cũng không phải trùng hợp." Lời Hắc Ly nói hẳn là không sai được. Ô Thường từ từ nói: "Nói cách khác, bên vạn thú môn cũng có vấn đề." Hắc Thạch gật đầu, chỉ sợ là có chuyện Lúc xe ngựa đi qua vương phủ thì dừng lại, hắc thạch lại đẩy màn xe ra báo cho biết, thấp giọng nói. Mao Lư Sơn Trang tạm thời ở nơi này, từ việc chặn kim xí ở đây mà xem thì Hắc Ly liên lạc phiên dịch mật mã với bên này là thật, chặn được thư đưa tin, toàn bộ có thể phiên dịch ra rồi. Theo như chuyện này, Hắc Ly nói đều là thật, ô thường, có tin gì hữu dụng không? Hắc Thạch nói, từ tin tức trong văn dịch mà xem thì nước trong Mao Lư Sơn Trang này quả thực rất sâu, âm thầm thông suốt với bốn phương, liên lụy rất rộng. Chỉ có điều tên trong thư đưa đi đều là ký danh, không biết là gửi tới người nào. Không biết rõ tình trạng nên tạm thời chưa phát hiện ra tin tức nào hữu dụng, vì vậy nên tạm thời chưa bẩm báo với Thánh Tôn. Ô thường, vậy nhằm vào việc truy tung từng con kim xí đưa tin một, thăm dò tất cả tung tích liên hệ với đối phương. Hắc Thạch Trần trừ nói, Thánh Tôn chỉ quy định một tháng, truy tung từng con một sợ là không kịp. Ô thường, bỏ ngày quy định, lấy việc thăm dò đối tượng liên hệ với mao lư sơn trang làm nhiệm vụ chủ yếu nhớ kỹ cứ chậm một chút cũng được nhưng nhất định không được đánh rắn động cỏ vâng hắc thạch đồng ý xe ngựa không dừng lại ở vương phủ mà đi tiếp sau khi ra khỏi thành thì đi thẳng một đường biến mất một cái trấn nhỏ bởi vì chịu ảnh hưởng của chiến loạn lúc trước mà phải bỏ hoang lúc này mới có chút nhân khí bên trong trấn nhỏ có một bộ phận nhân mã tới trước đang chỉnh lý thu thập trên dưới hiểu nguyệt các hơn 6.000 người vượt gió bụi mệt mỏi mà tới, tiến vào bên trong trấn, trấn này chính là địa điểm hẹn gặp nhân mã của thương hệ. Là tướng quân có quân vụ trong người, không thể đúng lúc tới được, hiện tại đang trên đường chạy tới. Bốn phía tạm thời chưa có chỗ thích hợp nghỉ ngơi, chỉ có trấn nhỏ này tạm thời để các chủ chịu thiệt, mời các chủ cho người nghỉ ngơi, bên trong trấn nhỏ bọn ta đã thu thập thỏa đáng rồi, mong các chủ đừng chê. Bách phu trưởng phụ trách tới đây quét dọn nhanh chóng bẩm báo với Lưu Uyên một câu. Chỉ là một bách phu trưởng, bình thường lưu uyên sẽ không để trong mắt nhưng lúc này vẫn mang vẻ mặt tươi cười gật đầu nói được làm phiền rồi quay đầu ra hiệu một cái lập tức có người tiến lên móc ra một tấm kim phiếu có thể đổi được trăm đồng tiền vàng làm tiền thưởng bách phu trưởng cũng không khách khí thu nhận các chủ có gì phân phó cứ gọi cư dân của trấn nhỏ đều đã chạy rồi có thể tự chọn địa điểm dừng chân chỉ có điều vẫn nhắc nhở một câu nhà lớn nhất trong trấn là chuẩn bị cho tướng quân dùng ngụ ý là các ngươi đừng nên chiếm. Trong lòng Lưu Uyên hơi có bất mãn, nhưng vẫn cười nói. Là tướng quân hành quân vất vả, đương nhiên là cần chỗ rộng rãi hơn chút, cũng phải. Bách phu trưởng xin cáo lui, sau đó Lưu Uyên phất tay ra hiệu, lập tức có người đi xung quanh trấn nhỏ tiến hành kiểm tra. Một chiếc xe ngựa sau khi tiến vào trấn nhỏ thì ngừng lại, Trang Hồng và Hạ lệnh bái xuống xe nhìn quanh trấn nhỏ hoang vắng, tâm tình cũng hoang vắng như hoàn cảnh này vậy. Hai mẹ con bị dẫn tới đây sắp xếp, không lâu sau một con ngựa chạy như bay tới, một người phụ trách liên lạc của Hiểu Nguyệt Các nhảy xuống ngựa, bẩm báo với Lưu Huyên. Các chủ, là Đại An tới, nửa nén hương nữa nội ứng sẽ tới. chương 2234, ta không nể mặt mũi, bọn họ cũng phải chịu. Một, Lưu uyên ồ một tiếng, phất tay nói với mấy vị trưởng lão. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đừng để mặt mũi người ta mất hết. Đi, cùng đi nghênh đón. Một đám người bước nhanh ra khỏi chấn nhỏ, đứng ở cửa chính của ngoài trấn chờ đợi. Rất nhanh, xa xa cả vùng đất có tiếng sấm mơ hồ truyền tới, tiếp theo chỉ thấy cuồn cuộn bụi mù cuốn tới đây. Trong chốc lát, một chi kỵ binh như một cơn gió ù ù xuất hiện trong tầm mắt. Lúc mấy người nhìn xa xa, một tên trưởng lão tấm tắc một tiếng. Anh Dương võ liệt vệ tới, khí thế kia quả nhiên không phụ thịnh danh. Ba nghìn kỵ binh xông đến ngoài trấn, trong tay của tướng lĩnh dẫn đầu cầm thương, di chuyển như xét đánh, đội ngũ kỵ binh nhanh chóng ngừng lại tiếng ngựa hí liên tiếp vang lên. Phía dưới sát đình bụi bặm cuồn cuộn đánh về phía mấy người đang nghênh đón. Bụi mù tán đi, chủ tướng bên dưới lá cờ chữ la cũng xuất hiện. Tuổi không lớn, thân mặc chiến giáp, cầm trong tay một cây trường thương ô thiết, phía dưới là chiến mã lông đen bóng loáng, chính là La Đại An. Ở bên ngoài trinh chiến, điều kiện có thể tưởng tượng được, khuôn mặt phong sương nhưng rất có tinh thần, dưới cằm lún phún dâu ngắn, hai mắt lấp lánh hữu thần, khí thế đoạt người nhìn chủ tướng tuổi còn trẻ nhưng trong tay đã cầm 500 ngàn trọng binh, lần này công chiếm chia cắt lãnh địa tần quốc đã lập được công đầu, thêm nữa lại là đệ tử của Mông Sơn Minh, không ai dám khinh thường. Có Mông Sơn Minh giúp đỡ cùng chỉ điểm, cũng dành cho cơ hội lịch luyện, là Đại An chỉ dựa vào thành tựu hôm nay cũng đã vượt xa kỳ vọng của La An rồi. Sinh tiền, La An ngay cả ba vạn nhân mã cũng chưa từng được thống soái đương nhiên là thành tựu còn kém xa con trai của mình. Nhưng mà cũng là bởi vì La An trung thành và tận tâm, đánh cược tính mạng ngăn cản mũi tên cho Mông Sơn Minh, liều mình cứu Mông Sơn Minh, có thể nói là dùng chuyện này để đổi lấy tiền đồ của hai đứa con trai. Hai đứa con trai, một đã tòng quân, nhận Mông Sơn Minh làm sư phụ. Một người tham chính, nhận Lam Nhược Đình làm sư phụ. Sư phụ của hai người cũng là nhân vật đứng đầu ở phương diện quân chính trong Nam Châu, tiền đồ của hai người có thể tưởng được. Tiền đồ của hai huynh đệ đều sáng lạn, mát mặt vì con, là ăn quá phụ, bây giờ đương nhiên cũng là quý phụ hiếm có trong phạm vi thế lực của Nam Châu, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đương nhiên, bản thân hai huynh đệ cũng coi như là không chịu thua kém, bằng không cho dù là mông sơn minh hay lam nhược đình cũng không thể mạnh mẽ giúp đỡ được. Hai bên, vài tu sĩ hộ tống rủi ngựa tiến lên bảo vệ hai bên trái phải củ La Đại An, để phòng người của hiểu nguyệt các phía trước. La Đại An ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn đám lưu uyên một vòng, chợt chung khí nói. La Đại An ở đây, không biết vị nào là Lư Các Chủ. Lúc này Lưu Uyên tiến lên cười ha ha chắp tay, Lư Uyên hiểu Nguyệt Các ở đây, thương trong tay là Đại An ném cho người bên ngoài, xoay người nhảy khỏi ngựa bước nhanh đến phía trước ôm quyền nói. Bái kiến Lư Các Chủ, là tướng quân khách khí rồi, là tướng quân tuổi trẻ tài cao, Lư mỗ cửu ngưỡng đại danh. lư Uyên nhiệt tình khách khí hàn huyên, quay đầu giới thiệu mấy vị trưởng lão sau lưng cho La Đại An biết, dù sao sau này cũng sẽ thường phải giao thiệp. La Đại An khách khí bái kiến từng người, mấy vị trưởng lão cũng rất khách khí, chỉ ít không ai làm bộ làm tịch làm gì. Theo lý thuyết, Hiểu Nguyệt Các chưa chắc để ý tới người có cấp bậc như La Đại An, chẳng qua hiện nay ăn nhờ ở đậu, ngay cả chân cũng còn chưa đứng vững, dù sao cũng phải tự bay ớt mình biết người. Mà vị tướng quân trẻ tuổi trước mắt này có bối cảnh quả thực bất phàm, chỉ ít ở Nam Châu, đây là tâm phúc của Thương Triều Tông, huống chi còn là đệ tử của Mông Sơn Minh. Không từ mà biệt, chỉ dựa vào nhân mã đi theo lại là anh dương võ liệt vệ của thương triều tông đã có thể thấy được ít nhiều cho dù là lưu uyên hay là chư vị trưởng lão cũng không dám bởi vì la đại an còn trẻ tuổi mà chậm trễ cho dù có ý kiến gì cũng phải đợi sau khi đứng vững vàng gót chân rồi mới nói sau bên lưu uyên cũng lên tiếng chào hỏi những tu sĩ quan trọng theo trong tử kim động nói là bái kiến cũng không quá đáng dù sao sau này cũng phải đặt chân trong phạm vi thế lực của tử kim động song phương gặp mặt vừa trò chuyện vừa đi bộ vào trong chấn nhỏ hai bên có nhân mã cùng tu sĩ trong quân đi theo, trước tiên khống chế nhà mà La Đại An sẽ ở trước. Bên trong trấn nhỏ có phần chật trội, đến khi đám La Đại An tới được điểm dừng chân, một đám người đã lần nữa kiểm tra nhà cửa xong. Người quan trọng của song phương sau khi ngồi ở chính sảnh lại khách sáo mấy câu rồi La Đại An đột nhiên nói. Lư các chủ, lần này sợ rằng ta không có cách nào đi cùng Hiểu Nguyệt Các tới các châu ở Lộc Sơn được. Lời này vừa nói ra, mọi người của Hiểu Nguyệt Các đều sửng sốt, Lưu Uyên Hoài nghi nói. Bên vương gia không phải nói đi cùng ngươi chứng thực việc này sao? Chẳng lẽ lại đổi người? La Đại An xua tay, "Lư các chủ hiểu lầm rồi, vốn là muốn cùng nhau đi nhưng trên đường đột nhiên nhận được tin báo của bên Bạch Châu, có vài tướng sĩ không tuân chính lệnh của vương gia, ở trung gian kiếm lời đút vào túi riêng gây ra một chuyện, ta phải tự mình đuổi theo xử lý, nói không chừng lần này phải giết một nhóm làm đầu. Loạn này không thể không khống chế, bằng không nếu người người không tuân vương lệnh, ta không có cách nào để báo cáo với vương gia được." chuyện này rất khẩn cấp, tối đa ta chỉ ở lại ba canh giờ thôi, sau khi nhẫn mã đằng sau tới sẽ lần nữa khởi hành xuất phát. Lưu Uyên ồ một tiếng, lại trần trừ nói, vậy hiểu nguyệt các ta đi tới bốn châu ở Lộc Sơn sẽ không có biến cố gì chứ? Là Đại An lại khoát tay áo, Lưu các chủ quá lo lắng rồi, chuyện giao bốn châu không thay đổi, tất cả là chuyện đã định trong kế hoạch rồi, sau đây sẽ có hai trăm ngàn lính mới tới. Hội hợp với Hiểu Nguyệt Các ở đây, giám quân sẽ dẫn Hiểu Nguyệt Các đi sắp xếp ở Bốn Châu quay đầu phất tay ra hiệu, phó tướng bên ngoài lập tức lấy lệnh tiến ra, hai tay dâng cho Lưu Uyên. Lưu Uyên nhận lấy cầm vào tay vẫn không rõ, là Đại An giải thích. Đây là lệnh tiến giám quân ta, sau khi lính mới tới đây, Lưu các chủ có thể cầm lệnh tiến hiệu lệnh, người kháng mệnh bất tuân có thể tiền trảm hậu tấu. Tình huống như thế này theo lý thuyết sẽ không xuất hiện, trong 200.000 lính mới có người của ta, ta có dặn dò trước rồi, sẽ tuân lệnh phối hợp hành sự với hiểu nguyệt các. Lưu các chủ, Chuyện bên Bạch Châu không thích hợp kéo dài lâu, ta phải nhanh chóng đuổi theo xử lý, không thể làm gì khác hơn là vội vàng bàn giao lại chỗ này với Lư các chủ rồi. Đợi ta xử lý xong bên Bạch Châu sẽ tới Tứ Châu thăm hỏi Lư các chủ, đến lúc đó còn có gì cần liên hệ, chúng ta lại gặp mặt nói chuyện. Hiện nay, có gì tiếp đón không được chu đáo, mong rằng Lư các chủ sẽ bao dung. Ôi chao, Lữ Uyên xua tay, một tay nắm chặt lệnh tiến, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói: Quân vụ quan trọng hơn tướng quân quân vụ quan trọng hơn không chỉ hoãn được nếu thật bởi vì bọn ta mà làm lỡ mất đại sự chúng ta cũng không còn mặt mũi nào đi gặp vương gia nữa hắn quan tâm là chuyện giao tiếp nếu chỉ phải giao tiếp thì không thành vấn đề những thứ khác hắn có thể không để bụng tạ ơn lư các chủ thông cảm sau khi là đại an chắp tay tạ ơn lại tự tay như cười như không nói lư các chủ ta nhận được thư của vương gia nói lúc giao tiếp bên hiểu nguyệt các có gì đó giao cho ta Vương ra lệnh cho ta mang về Nam Châu, ta không dám chễ nải, không biết lư các chủ có mang vật kia tới không. Mọi người của Hiểu Nguyệt các nhìn nhau, Lưu Huyên ngượng cười, tay đưa vào trong tay áo móc ra một tấm gương đồng, phía sau có người đi ra nhận, hai tay dâng cho La Đại An. chương 2235, ta không nể mặt mũi, bọn họ cũng phải chịu. Hai, La Đại An cầm lật xem một lượt, hỏi, là thứ này sao? Lưu Huyên ngượng cười, không sai, thoạt nhìn không có chút thu hút nào, nhưng chính là nó đó. Trong mắt mọi người của Hiểu Nguyệt Các rõ ràng đều có chút không nỡ, đây chính là thương kính, là gốc rễ lập quốc của Tần Quốc. Trước đây lúc Ngọc Thương còn sống, vì có được thứ này, toàn bộ Hiểu Nguyệt Các đã trả cái giá bao nhiêu. Không ngờ bây giờ lại phải tặng không cho người như vậy, nếu nói không có chút không nỡ nào thì chắc chắn là giả. Chỉ có điều Tần Quốc đã xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Bên này đang đàm phán điều kiện với Thương Triều Tông có điều kiện phải giao thương kính ra bên này cũng không tiện không giao người cầm một thứ có tư cách lập quốc tiến vào địa bàn thế lực của nam châu là có ý gì thương triều tông muốn vậy này cũng không khó hiểu một số thời khắc nên thức thời thu được thực lực mới là quan trọng nhất không có thực lực bảo vật này có hay không có kỳ thực không có gì khác nhau cả đến khi có thực lực lại mưu đồ cũng không muộn huống chi cục diện của thiên hạ này đã không còn bình thường nữa cửu thánh dường như đã không gánh nổi nữa rồi quy củ của cửu thánh về sau còn duy trì được hay không còn là một vấn đề sau này lập quốc có còn cần bát bảo hay không chỉ sợ cũng chưa chắc được, tạo ra đủ thực lực mới là căn bản. Cuối cùng, cấp cao trong hiểu nguyệt các cũng đưa ra ý kiến. Sau khi song phương giao phó xong, Lưu uyên không muốn quấy rầy nữa, bên kia cũng còn có việc, sau đó mời La Đại An nghỉ ngơi, mình thì cáo từ. La Đại An muốn tiến, Lưu uyên khách khí nói không cần, chỉ có điều La Đại An vẫn đưa hắn tới cửa chính, lúc sắp đi, La Đại An nhắc nhở. Hai trăm ngàn lính mới bôn ba mà đến, lặn lội đường xa có chút mệt nhọc, lưu các chủ tốt nhất là nên để bọn họ ở đây trước tiên nghỉ ngơi một ngày đã, sau đó mới xuất phát cũng không muộn. Lưu Uyên cười nói, tướng quân nhắc nhở phải, trước tiên để họ nghỉ ngơi và khôi phục một ngày đã, sau đó mới xuất phát. Nhìn theo mấy người hiểu nguyệt các rời đi, sau đó là Đại An xoay người đi vào, trở về chính sảnh. Tên Bách Phu trưởng tới trước cũng mau chóng đi vào theo, là Đại An xoay người đứng trong nhà nhìn gã, trầm giọng hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? bách phu trưởng chắp tay nói tất cả sớm đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chỉ đợi mệnh lệnh của tướng quân la đại an gật đầu phất tay đợi sau khi bách phu trưởng lui đi thì lại quay đầu hỏi nhân mã đã tới vị trí nào rồi phó tướng nói tối đa khoảng hai canh giờ nữa là có thể tới rồi la đại an ừm phải động thủ trước lúc trời tối bằng không ánh mắt không rõ dễ dàng có cá lọt lưới phó tướng không có gì bất ngờ xảy ra trước khi trời tối chắc chắn là có thể kết thúc Tướng quân, vừa rồi ti chức nghe người phía dưới bẩm báo, hoàng đế và thái hậu của tần quốc đều tới, đã ở bên trong trấn. Tướng quân, bên mông xoái biết được hai vị này cũng bị hiểu nguyệt các mang đi từ tề quốc thì cố ý gửi thư nhắc nhở, nói hai người này là người cũ của bên Mao Lư Sơn Trang, hoàng đế kia là học sinh của đạo gia lúc còn sống, nếu có thuận tiện thì cố gắng đừng nên đả thương, mang về để tự Mao Lư Sơn Trang xử lý. Nhưng tình huống trước mắt một khi động thủ, dưới thế tấn công sợ rằng không có cách nào tránh ngộ thương được. Người nào cũng không thể cam đoan. Thần sắc của La Đại An bình tĩnh. Nếu người đã ở dây thì sẽ dễ làm hơn. Trực tiếp đòi người. Trực tiếp mang người đi là được. À, phó tướng ngạc nhiên. Do dự nói. Tướng quân, chuyện này thích hợp sao? Nếu trực tiếp mang người tới đây sẽ đánh rắn động cỏ gây ra chuyện hoài nghi. La Đại An liếc. Người suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi Ngọc Thương chết. Đây chỉ là một đám cầu tặc nghiêng theo chiều gió. Chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Ta nể tình. Bọn họ được nhận ta không nể mặt mũi, bọn họ cũng phải chịu. Đối với đám người vốn của Tần Quốc này, sau khi gia nhập với Tấn Quốc, bây giờ lại gia nhập với bên này, gã nhìn không thuận mắt, phải biết rằng phụ thân hắn dẫu chết cũng vẫn chung. Quay đầu lại nói, ta không có thời gian lằng nhằng với bọn họ, ngay bây giờ ngươi tới dẫn người tới đây, nói ta muốn gặp hai người bọn họ, chắc hiểu nguyệt các cũng không dám ngăn cản. Lúc này phó tướng lĩnh mệnh rời đi, đi thẳng tới chỗ đám Lưu Uyên đang tạm nghỉ chân. Nhìn thấy mẹ con Trang Hồng tới, Lưu uyên không khỏi nghi vấn vì sao la tướng quân lại muốn gặp mẹ con họ phó tướng mỉm cười nói tướng quân chỉ nói có việc muốn hỏi mà tướng chỉ biết phụng mệnh hành sự nào dám hỏi nhiều lô các chủ tướng quân chuẩn bị lên đường rồi đừng nên trì hoãn nữa lự uyên do dự một chút cuối cùng nghiêng đầu ra hiệu mời thái hậu cùng bệ hạ phía dưới lúc này có người lĩnh mệnh rời đi người đang ở trong nhà nghỉ chân không xa chỉ chốc lát sau mẹ con trang hồng liền bị mang tới lưu uyên báo tình huống của hai mẹ con cho la đại an làm phiền mẹ con hai người phối hợp một chút hai mẹ con không làm chủ được gì còn không phải là do hiểu nguyệt các nói cái gì thì chính là cái đó sao chỉ có thể gật đầu bằng lòng mời phó tướng tự tay ra hiệu mẹ con trang hồng mới vừa theo hắn đi tới trong sân vườn phó tướng nhìn thấy người của hiểu nguyệt các muốn đi theo lúc này liền thả mẹ con hai người ra tiến lên tự mình đưa tay chắn ngang tướng quân chỉ nói muốn gặp mẹ con bọn họ người không liên quan xin dừng bước mẹ con hai người dừng bước quay đầu hai người bọn họ nhìn nhau đều có chút hết hồn lúc này lưu uyên bước xuống thang đi tới trầm giọng nói chuyện này không thích hợp lắm phó tướng cười nói quân lệnh tướng quân như núi mà tướng chỉ là phụng mệnh hành sự không dám làm trái mong lư các chủ đừng nên làm mà tướng khó xử chẳng lẽ lư các chủ còn lo tướng quân gây bất lợi với mẹ con họ sao nếu lư các chủ không yên tâm về tướng quân không ngại phái người đi hỏi trước một chút ta sẽ chờ ở đây Lưu Uyên vội vàng khoát tay nói, không phải ta có ý này, là tướng quấn ta há có thể lo lắng. Tạ ơn các chủ thông cảm, phó tướng chắp tay trực tiếp ngắt lời hắn, xoay người lần nữa tự tay ra hiệu mời với mẹ con Trang Hồng. Nhị vị, mời, chẳng biết tại sao lại muốn mang mình đi, thần sắc trên mặt hai mẹ con hơi sợ hãi, đôi mắt trông mong nhìn Lưu Uyên. Sau khi Lưu Uyên hơi trầm mặc liền hít sâu một hơi, hơi hơi ra hiệu với mẹ con hai người, có ý bảo cứ đi thôi. Mẹ con hai người bất đắc dĩ, thân bất do kỷ, cái gọi là thái hậu cùng hoàng đế đều là hư danh, không có quyền làm chủ, chỉ có thể làm theo. Nhìn theo người mang người ra đại môn, một trưởng lão trầm giọng nói. Là đại an sẽ không gây bất lợi cho bệ hạ và thái hậu chứ. Lự uyên không nói, các trưởng lão khác cũng biết việc này khó nói. Trong lòng đều biết, hoàng đế cùng thái hậu ở một mức độ nào đó có ý nghĩa như thương kính vậy, giống như lúc thương triều tông bắt họ giao thương kính ra. Đạo lý rất đơn giản, quy thuận người ta, mặt khác lại muốn ủng hoàng đế và hoàng thái hậu lên nói được sao ngươi nói mẹ con hai người đó không phải là hoàng đế cùng thái hậu đó là ngươi nói người khác chỉ e sẽ không nghĩ như vậy nếu thật sự là thương triều tông muốn hai mẹ con này bên này cũng không biết lấy lý do nào để từ chối không giao trong đình viện phó tướng mời mẹ con hai người chờ mình thì đi vào thông báo mẹ con hai người vô cùng lo lắng cũng có thể nói là sợ như đợi thẩm lý và phán quyết sau cùng vậy Mẹ con hai người tại vị đã lâu, cũng có sự từng trải, không ngốc, đối mặt với tình huống như vậy ít nhiều biết thân phận hoàng đế và thái hậu của nguyên tần quốc có thể sẽ mang tới nguy hiểm gì. Nhưng từ đầu tới cuối đều thân bất do kỷ, bọn họ không phải muốn làm hoàng đế hay hoàng hầu gì, bọn họ cũng không muốn đầu hàng người nọ đầu hàng người kia, nhưng không phải do bọn họ. chương 2236, Vây Kín, Phó Tướng Tiến vào nội đường bẩm báo với La Đại An. Tướng quân, mang người đến rồi. La Đại An tiện tay thu bản đồ trên bàn lại, có thể rút lui, thuận tiện mang mẹ con họ đi. Phó tướng ngạc nhiên, cứ như vậy mang đi sao? Bên Hiểu Nguyệt các chỉ sợ sẽ không đồng ý. La Đại An, không cần quá lo, nếu thật sự quan tâm mẹ con họ như vậy thì cũng sẽ không thả mẹ con họ đơn độc qua đây. Phó tướng như có điều suy nghĩ, lúc này mới đi thực hiện mệnh lệnh rút lui. Nhìn thấy La Đại An đi ra, mẹ con Trang Hồng cùng nhau cung kính hành lễ. La tướng quân, đối với La Đại An Bọn họ đều biết, trước đây đã từng gặp ở Mao Lư Sơn Trang, nhưng cũng không quá quen thuộc, chỉ là mới được gặp, chưa từng nói bất cứ câu nào với nhau. La Đại An hơi hạ thấp người thăm hỏi, không hề nói nhiều, đi sượt qua người của hai người. Mẹ con hai người nhìn nhau, phó tướng đã mang theo vài tên tu sĩ dắt hai con ngựa qua đây, nói xin lỗi. Bên bọn ta không có xe ngựa, đành phải để nhị vị chịu khổ cưỡi ngựa vậy. Mẹ con hai người còn chưa kịp phản ứng với chuyện này đã bị người ta nhấc lên lưng ngựa cả người lẫn ngựa đi ra ngoài từ cửa hông. Ra khỏi căn nhà đó, mới nhìn ra là phải rời khỏi trấn nhô này, lúc này Trang Hồng mới hỏi phó tướng kia. Tướng quân, chúng ta phải đi đâu? Phó tướng không hề lên tiếng trả lời, chỉ để ý đưa mẹ con hai người rời đi. Ba nghìn anh dương vũ liệt vệ tập kết, u u xong rồi rời đi. Động tính này kinh động tới bên Hiểu Nguyệt Các, một đệ tử của Hiểu Nguyệt Các chạy vào nhà mà tầng lớp cấp cao trong các đang ở, nhanh chóng bẩm báo với Lưu Huyên. Các chủ, là Đại An đi rồi, mang cả Thái Hậu và bệ hạ đi cùng. Cái gì, Lưu Uyên giận tím mặt, phất tay quát, đuổi theo, rất nhanh, một đám người bay vút ra, muốn đuổi theo La Đại An. Nhưng vừa ra khỏi trấn nhỏ liền bị một hàng hơn 10 tu sĩ tử kim động cản lại, cầm đầu là vị phó tướng trước đó. Phó tướng dơ thương chỉ vào đám Lưu Uyên mới rơi xuống đất. Lưu các chủ, tại sao lại đuổi theo? Lưu Uyên trầm giọng nói, ngược lại, ta muốn hỏi tướng quân một chút, không phải là chỉ muốn gặp mẹ con bọn họ thôi hay sao, vì sao lại đột nhiên mang người đi rồi phó tướng lệnh nhạt nói la tướng quân nói mẹ con bọn họ là người cũ của mao lư sơn trang bạn cũ trong trang vô cùng nhớ nhung đặc biệt đưa hai người đó về nam châu gặp mặt bạn cũ la tướng quân cam đoan mẹ con bọn họ sẽ được an toàn bảo các chủ cứ yên tâm làm việc đồng thời nói hiểu nguyệt các cứ ở đây đợi lĩnh mới đến không được sai lầm thấy đối phương nổi giận hơn lại ý vị thâm trường nói các chủ đây là quân lệnh tướng quân trị quân nghiêm minh quân lệnh như núi, không thể đùa bỡn. Khuôn mặt của Lưu Uyên có vài phần vặn vẹo đầy áp lửa giận không có chỗ phát tiến, vẫn là câu nói đó, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cuối cùng cắn răng nói. Là tướng quân muốn mang người đi có phải trước đó nên nói với bọn ta một tiếng hay không? Phó tướng trả lời, các chủ nói phải, tướng quân sợ các chủ hiểu lầm, đặc biệt bảo mà tướng ở lại báo cho các chủ một tiếng. Các chủ nhận được tin báo, lính mới sắp tới, mong rằng đừng nên để lỡ chính sự mà tướng còn có quân vụ trong người, cáo từ, sơ thương ôm quyền, sau đó, sau đó nhảy lên tỏa kỵ, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa vội vã đi. Một hàng tu sĩ đi theo tỏa kỵ, ù ù đuổi theo. Mọi người của Hiểu Nguyệt các cứ vậy chừng mắt nhìn bọn họ chạy mất, đối mặt với sự cường thế của La Đại An, lửa giận trong lòng có thể nói là ngập tràn, nghĩ lại lúc trước Điền Chính Ương và Mã Trường An là người quyền thế địa vị như vậy, bọn họ nói giết là giết, La Đại An này là cái thá gì. Nhưng lại không tiện trở mặt, Chuyện đã rõ ràng, đều đã nhìn ra, rõ ràng cho thấy đối phương lo lắng về chủ cũ của Tần Quốc, giống như thương kính vậy, trực tiếp giao ra, bằng không sao cứ muốn giữ hai mẹ con họ không thả. Nói cái gì mà mau lư sơn trang, bọn họ đều không tin. Thế nhưng, nếu thật vì hai mẹ con này mà không tiếc trở mặt với thương Triều Tông, thương Triều Tông sợ là muốn không nghi ngờ hiểu nguyệt các có dị tâm cũng khó. Không tiện trở mặt, cũng không tiện cứng đối cứng đã chối bỏ bên tấn quốc mà lại tạo xích mích với bên này thì chỉ sợ ngay cả nơi sống yên ổn cũng không tìm nổi nữa. Ngay sau tất trả hận này, Lữ Uyên nói một câu ngoan độc, sau đó quay đầu quay lại. Mọi người cũng đều yên lặng xoay người quay về, tâm tình trầm trọng, tức giận nhưng không ai nói cái gì nữa. Nói cho cùng, hôm nay hiểu nguyệt các không giống hiểu nguyệt các trước đây. Năm đó núp trong bóng tối lấy phục quốc là nhiệm vụ của mình, mẹ con Trang Hồng là bài vị chủ thần thu thấp lòng người, bây giờ đã đạt được mục đích, phục quốc thành công nhưng không thể bảo toàn, lại bị hủy. Nói trắng ra là, nội bộ đã trải qua một trận nắm quyền tranh quyền đoạt lợi, tâm thái của mỗi người đều đã không còn giống nhau, lý tưởng, tín niệm đã không còn, mẹ con Trang Hồng cũng mất đi giá trị vốn có, không ai có thể không tiếc tất cả vì mẹ con hai người nữa. Cũng may là Trường An không giết hai mẹ con họ tại đây luôn, bằng không mặt mũi của Hiểu Nguyệt các thật sự là không giữ nổi. Là Trường An vừa đi, nhà lớn nhất trong trấn bị đám lưu uyên chiếm lấy. Sau khi biệt khuất một phen, đợi thêm lúc nữa thì có người báo lại. "Các chủ, tới, 200 ngàn lính mới đã tới." Lữ Uyên ồ một tiếng, rốt cục đã nhận được tin tức có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dẫn mọi người ra ngoài quan sát. Một đám người bay lên trên nóc nhà phóng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy trùng trùng nhân mã từng bước tới gần, trên tất cả nóc nhà cao của trấn nhỏ đều có người của Hiểu Nguyệt Các đứng lên quan sát. Nhân mã trùng trùng điệp điệp tới nơi, chia binh thành hai đường, một đường đóng quân bên trái trấn nhỏ, một đường đóng quân ở bên phải của chấn. Vô số kỵ binh xông thẳng vào trong chấn nhỏ, khi có người tới trước mặt Lưu Uyên, một tiểu tướng cung kính hành lễ rồi bẩm báo. Tôn tướng quân ra lệnh cho tiểu tướng đến đây bẩm báo, một đường gió bụi mệt mỏi, bẩn thiểu xấu hổ bất kham nên mạo muội đến đây sợ đường đột các chủ, đợi tôn tướng quân tắm rửa thay y phục rồi sẽ tới bái kiến. Thái độ cung kính như vậy thật khiến tâm tình của mọi người trong hiểu nguyệt các vui lên chút. Vốn dĩ Lưu Uyên còn định tự mình đi tới, Gặp mặt tướng lĩnh thống quân thức thời như vậy, nhưng lại giữ lại chút mặt mũi, lúc này mới cười ha ha. Hành quân ăn bụi ăn đất, bẩn chút là điều rất bình thường. Tôn tướng quân đa lễ rồi. Được, nói cho hắn biết, bản các chủ ở đây chờ hắn. Vâng, tiểu tướng sẽ đi thông báo. Sau đó chắp tay lùi lại mấy bước, lúc này mới mang hai tên vì tùng bước nhanh ra khỏi đó, ra cửa phóng người lên ngựa vội vã rời đi. Sau đó lưu huyên lại phi thân lên nóc nhà chỉ thấy hai bên trái phải bên ngoài chấn nhỏ đại quân đang lần lượt xuống ngựa tìm chỗ nghỉ tạm thời ở xung quanh, không khỏi yên lòng, phi thân xuống đỉnh viện, an tâm đợi. Cũng quay đầu phân phó một câu, người đến như thế này, bề ngoài vẫn phải làm vài chuyện cần thiết, thiết yến khoản đãi mấy vị tướng lĩnh chủ chốt đi. Tất cả mọi người tiếp khách đó, dù sao sau này còn phải thường xuyên giao thiệp với họ. Được, để ta đi bảo người chuẩn bị, một tên trưởng lão lên tiếng đồng ý, tự mình đi sắp xếp việc này vị trưởng lão này lắc mình vào chủ phòng, nhìn mấy vị bách phu trưởng đang sai người nhóm bếp, chuẩn bị nổi lửa thì lúc này mới chất vấn. Các người đang làm gì? Bách phu trưởng nói, bọn tôn tướng quân tới, chắc hẳn sẽ có tiệc rượu, đang chuẩn bị xuống bếp. Trưởng lão vung tay lên, không cần làm phiền các ngươi, hiểu nguyệt các sẽ tự xử lý. Thứ bọn họ ăn thứ bọn họ dùng làm sao để những người không rõ lai lịch này xử lý được, sẽ dễ bị người ta lợi dụng sơ hở, đương nhiên là tự mình nắm trong tay sẽ tốt hơn chương 2237, Hiểu Nguyệt Các bị hủy diệt một Bách phu trưởng không thể làm gì khác hơn là bảo mọi người cáo lui. Sau khi ra khỏi cửa, bách phu trưởng thấp giọng nói với mấy người. Bảo các huynh đệ thổi lửa nấu cơm, mấy người đó hội ý rời đi, đi thông báo với hơn trăm huynh đệ trong chấn nhỏ. Lần lượt, trong phòng bếp khắp trấn nhỏ đều dần tỏa ra khói bếp. Sau khi đặt siêu nước vào, lửa nổi lên bén nồi, hơi trăm người liền lần lượt xuất hiện chia làm hai đường tập kết sau đó ngênh ngang rời đi từ cửa ra vào ở đầu trấn lấy danh nghĩa là trở về phục lệnh đám người này cũng không hổ là lính già xa trường đều là người tuyển chọn kỹ càng để chấp hành nhiệm vụ lần này tố chất tâm lý đều vô cùng tốt mỗi người đều không thể nhìn ra chút căng thẳng nào người của hiểu nguyệt các cũng không để ý tới bọn họ cũng không nhìn ra đầu mối gì mặc cho bọn họ ra vào không ai đứng ra làm khó dễ lúc này không tiện để làm khó dễ gì cả nơi chủ tướng xây dựng cơ sở tạm thời cũng chính là vị tôn tướng quân kia, nhìn thấy chấn nhỏ bắt đầu tỏa khói thì trầm giọng nói. Bắt đầu đi, lập tức có lính liên lạc chạy lên một đống đất cao, hai tay cua cờ xí, cua cờ tín hiệu. Vì vậy đại quân hai bên trái phải bên ngoài chấn nhỏ lập tức phát động, chia trái phải bắt đầu phong tỏa phương vị trước sau. Trong phòng, đang nghị sự với chư vị trưởng lão, mũi của Lưu Uyên chợt mất máy, người sâu một cái. Sao lại có mùi khói nồng như vậy? Một trưởng lão nói, các chủ bảo phải thiết yến mà, bên chủ phòng đó. Chắc là sau khi chấn nhỏ bị bỏ hoang, ống khói thông khói không thuận lắm. Mấy người suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng không đến mức bốc cháy, nếu thật sự bốc cháy, bên ngoài có nhiều người như vậy không thể không có phản ứng gì được, sau đó tiếp tục nghị sự. Ai ngờ không bao lâu sau, đều cảm thấy có phần buồn bực mê muội. Lúc này mấy người mới phát hiện có chuyện không bình thường, nhanh chóng lắc mình ra ngoài, chỉ thấy bên trong chấn nhỏ đang lãng đáng khói mù, Khói mù lại có màu hơi ố vàng, dường như có chuyện gì đó. Đúng lúc này, có người chạy tới, hô lớn, "Các chủ, không xong rồi, củi rơm trong phòng bếp bị người ta động tay động chân, rơm củi có lẫn độc phấn, khó độc, đây là khói độc sau khi châm lửa." Ban đầu vẫn chưa phát hiện ra mà là sau khi phát hiện khí tức không thoải mái mới nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ra vấn đề. Lúc mọi người đang thất kinh, Lưu Uyên còn chưa mở miệng, lại có người lắc mình báo lại, "Các chủ, tình huống không bình thường." đại quân phía ngoài giường như đã bao vây chúng ta. Ban đầu cũng không có ai để ý tới, người phía dưới chỉ cho là bên ngoài điều động nhân mã bình thường, cũng là sau khi phát hiện ra khí tức không thoải mái mới hoài nghi đại quân bên ngoài có hành vi gây rối. Đám lự uyên nhanh chóng bay lên nóc nhà phóng mắt nhìn ra ngoài, vốn dĩ nhân mã đang xây dựng cơ sở tạm thời hai bên trái phải của chấn nhỏ đã phong tỏa bốn phương tám hướng của tấn nhỏ, 200.000 đại quân chẳng chịt vây chấn nhỏ trả tới mức không lọt một giọt nước. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, Ánh mắt của tôn tướng quân trầm lãnh, bên cạnh đang nhanh chóng tạo thành từng hàng nỏ công thành, từng đầu mâu đã dựng thẳng. Cung tiến thủ đứng thành hàng đã lên tên, đợi lệnh. Tu sĩ ngụy trang thành binh lính mắt lộ tinh quang, các tướng sĩ nhao nhao lấy vải ướt bịt vào miệng mũi, khiến đội hình này có vẻ hơi quái dị. Khói mù bao trùm chấn nhỏ, thấy ẩn hiện trạng thái rối loại, tôn tướng quân xem xét thời thế, gặp thời mà lên, đột nhiên quát. Giết, một thanh mộc chùy vung lên đập xuống, bịch, tiếng vang thanh túy, một thanh mâu thép gào thét phong đi như hiệu lệnh tổng tiến công. Từng thanh mộc chùy nhao nhao quơ lên đập về phía máy móc công thành nổ, tiếng bắn bùm bùm vang lên liên tục. Tiếng thét dài khi cương mâu phóng đi, hàn quang bắn ra tứ phía. Xông ra, trên nóc nhà Lưu Uyên mới vừa gầm lên một tiếng, mát sáng lên, gặp phải cương mâu phóng tới từ trên trời thì đùng một tiếng, làm đá phiến trên đất nứt ra, một nửa cắm vào đất. Tiếp theo là tiếng rít gào như gió bão từ trên trời giáng xuống, Từng cương mâu lóe lên hàn quang mang theo khí thế phô thiên cái địa phóng tới. Từng thanh cương mâu này có thể đánh một lực rất mạnh lên tường thành dễ dàng tạo thành lợi khí công thành, làm đá nước đất vỡ, ngói bể xuyên tường, lấy thế bắn phá tứ phía bao trùm cả trấn nhỏ. Khắp nơi là tiếng nổ vang dội, tiếng reo hoang mang nổi lên bốn phía, khắp nơi là người tránh né, cho dù hiệu lệnh hay câu nói gì cũng đều mất đi tác dụng. Có người đầu mê muội nên dùng sức lắc đầu, đột nhiên thân thể run lên, đã bị cương mâu đâm xuyên qua thân thể ngã xuống đất cũng không thiếu tu sĩ né tránh cương mâu đang phóng tới, liều mạng tìm nơi thích hợp để trốn tránh. Một vài người trốn ở vại dầu trong góc, lúc trước tên bách phu trưởng kia dẫn người bố trí một vài cái vại dầu, không tránh được có cái bị cương mâu kích phá, nhất thời dầu hỏa chảy tràn bốn phía, tản ra mùi gai mũi. Bóng đen không ngừng vèo vèo như mây đen bao vây tới, mũi tên dày đặc như mưa cũng bắn tới theo, so với cương mâu, diện tích che phủ dày đặc hơn. 200.000 đại quân, vô số cung tiến thủ dương cung lên trời bắn cung, thay phiên nhau bắn cung không ngừng, duy trì từng đợt sóng liên tục trong trạng thái bắn phá. Ánh lửa sáng lên, hỏa tiến thiêu đốt, từng nhánh hỏa tiến hỗn loạn tung bay trong vũ tiến tới chấn nhỏ, có cái bắn trúng dầu hỏa, nhanh chóng khiến chấn nhỏ giấy lên ngọn lửa lớn hừng hực. Bắt đầu hỏa hoạn, khói độc trong chấn nhỏ càng thêm nồng nặc hơn, lửa nóng hừng hực cũng khiến người có ý mượn chướng ngại vật ẩn thân lâm vào khốn cảnh. Một chi kỵ binh xuất hiện, ù ù bay tới, là Đại An đã trở về dẫn 3000 anh dương vũ liệt vệ lại xuất hiện hiện thân từ phía trên phong khẩu, đi tới phía sau đại quân vây công, thờ ơ lạnh nhạt lấy thế tấn công bao vây tiếu trừ, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, vẻ mặt la đại an hờ hứng. Trang Hồng cùng hạ lệnh bái cũng ở đó, hai mẹ con đương nhiên biết trong trấn nhỏ là người như thế nào. Mắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, vẻ mặt của hai mẹ con hoảng sợ khó có thể tin. Núp ở phía sau một cây đại thụ, miệng lưu uyên phun máu tươi thoát được chính diện lại không thoát được phía sau, sau khi chúng độc thì phản ứng chỉ đột, tay chân vô lực, lại bị một cây cương mâu xuyên từ lưng, đóng vào trên thân cây. Bên tai nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, phun ra một búng máu tươi, lựu Uyên ngửa mặt lên trời bi hống. "Thương Triều Tông, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Tiếng rên rỉ tê tâm liệt phế, không ngờ lần này lại là một cạm bẫy, nằm mơ cũng không ngờ Thương Triều Tông quanh co một vòng lớn như vậy lại hạ độc thủ với Hiểu Nguyệt Các. Vô cùng không thể ngờ được, cho dù là bây giờ, hắn cũng không nghĩ ra được là vì lý do gì lấy thiên kiếm phù trong tay ra, năng lượng bàng bạc tỏa ra từng cương ảnh thiên kiếm bắn cho đại thụ xung quanh nát bấy, ngăn cản vũ tiễn. Cương ảnh thiên kiếm biến mất, trên người cắm cương mâu, Lưu Huyên vừa mới chuyển thân lại có một thanh cương mâu phi đến ngay ngực, ngay tại chỗ đóng đinh hắn trên mặt đất, cơn mưa tên ảo tới biến hắn thành một con nhím, ngửa mặt lên trời nôn ra máu không ngừng. Nỏ công thành ngừng tấn công, chỉ còn tên đang không ngừng tạo ra mây đen phủ kín mà tới. Nhưng nỏ công thành còn chưa chuẩn bị ngừng tấn công, đang chuẩn bị điều chỉnh góc độ tấn công bất cứ lúc nào, một khi phát hiện ra có người lao ra từ trong trấn nhỏ sẽ lập tức bắn ra tiêu diệt. Trong đại quân, tu sĩ cầm vũ khi trong tay thỉnh thoảng nhìn nhau, dĩ nhiên không bỏ phí bất kỳ cơ hội động thủ nào. Chuyện này cũng đã được chuẩn bị chu đáo, những chuyện trước đó như âm thầm châm ngòi khói độc, trên cơ bản đã biến người của hiểu nguyệt các thành nguyễn như chân tôm không còn sức phản kháng. Đối mặt với thế tấn công như vũ bão như thế, rất khó có người có thể đột phá vòng vây ra ngoài chương 2238, Hiểu Nguyệt Các bị hủy diệt hai Vừa ra đã rơi xuống từ trên không trung, biến thành con nhím rơi trên mặt đất. Cũng có chướng ngại vật lao ra ngoài xung phong liều chết phi vào trong đại quân, muốn liều mạng đột phá vòng vây. Nhưng cung tiến thủ kết trận trên cơ bản đều thở ơ, tùy ý xông vào nhưng trận hình bắn tiến không hề bị hỗn loạn, tiếp tục duy trì nhịp bắn đều đặn. Đây nào phải lính mới gì, rõ ràng là lính giả quân kỷ nghiêm minh kinh nghiệm thao luyện đầy mình. Cũng không thể nào là lính mới được, chuyện quan trọng, Ngưu Hiếu Đạo đã lên tiếng, chuyện như này đối với Thương Triều Tông, chuyện lần này có thể làm tốt hay không liên quan đến việc mình có thể là nhiếp chính vương hay không, liên quan tới chuyện mình có thể nắm giữ toàn bộ quyền quân chính của Yến Quốc. Vì thế, căn bản Thương Triều Tông đã điều động đại quân tinh nhuệ nhất trong nhân mã Nam Châu, tập kết đa phần nỏ công thành, còn có số lớn cung tiễn. 200.000 nhân mã, gần 7 phần đều được trang bị cung tiễn, quân giới như vậy phối hợp tác chiến quy mô hiếm thấy. Thương Triều Tông gần như đã hạ tử lệnh với La Đại An, Mông Sơn Minh cũng đưa tin cho đệ tử, nhiều lần nhấn mạnh chỉ có thể thành công, thậm chí dùng chữ không tiếc trả giá lớn. Mà người của Hiểu Nguyệt Các xung phong liều chết vào trong đại quân cũng tự có tu sĩ theo quân nhảy ra chặn lại, liên thủ tiêu diệt. Vốn là bởi vì khói độc đã trở nên không còn sức chiến đấu, có thể xông được tới đây đã là thế suy sức yếu, căn bản không có khả năng dùng ít địch nhiều chạy trốn được. Thời gian tấn công cũng không lâu, ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới tướng lĩnh chỉ huy vung tay lên, đại quân kỷ luật nghiêm minh, ngừng tấn công. trấn nhỏ bị bao vây đã trôi vùi trong biển lửa, tướng lĩnh chỉ huy tôn tướng quân lần nữa phất tay, bốn phía hơn một nghìn tu sĩ lắc mình xuất hiện khăn ướt che miệng mũi, phóng về phía chấn nhỏ hóa thành biển lửa, dập lửa tìm kiếm người còn sống, tìm kiếm người có khả năng ẩn thân dưới lòng đất. Một số nhân mã trong đại quân cũng bắt đầu tiến vào phía trước, người cầm đao, người cầm thương trong tay, cung tiến thủ 10 người một tổ phối hợp với nhau, từng tấc quét tới gần cho dù sống hay chết, cho dù còn một hơi, cho dù nhìn thấy thi thể đã ngã xuống đất cũng bổ thêm đau nữa. Khi đụng chúng người còn sống, cung tiến thủ lập tức nhanh như tên bắn. Đụng tới người loạn trọng đứng lên, trường thương trong tay lập tức liên thủ nhiều lần ám sát, tuyệt không buông tha cho bất kỳ người nào. Một người muốn giấy dụa bò lên, một tên binh lính xông lên bổ một đao, chặt đầu đối phương, trong miệng còn lẩm bẩm mắng một câu. Không phải trò lừa gì chứ, chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy, Nhìn thấy đại quân tới lại còn tụ tập lại một chỗ để cho bọn ta bao vây tiêu diệt, thật đáng ngạc nhiên Thân là tiểu binh phía dưới không biến bên trên sắp đặt phía sau thế nào Thậm chí không biết mình tham gia vào cuộc bao vây tiêu diệt ai, cảm thấy ngạc nhiên cũng không có gì lạ Dù cho đối với một vài tướng lĩnh tham gia tiếu trừ cũng cảm thấy không thể tin nổi Giả sử lần này, Hiểu Nguyệt các dẫn theo một người như La Chiếu sở hữu kinh nghiệm xa trường phong phú tới Chỉ sợ tình huống sẽ có thay đổi Loại người như La Chiếu vừa thấy đại quân nhân mã theo theo bản năng tiến hành quan sát, biết từ cung tiến của đại quân bố trí không bình thường, còn cả hoàn cảnh xung quanh trấn nhỏ không thích hợp cho đại quân vây công cũng sẽ khiến hắn cảnh giác. Nhưng những người của Hiểu Nguyệt Các có thể nói là từ đầu tới cuối đều không phát hiện ra điểm dị thường, cho tới khi gặp phải vây công mới phát hiện đã rơi vào bẫy rồi. Một màn đuổi tận giết tuyệt như vậy, mẹ con Trang Hồng đứng phía xa nhìn, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ, sợ run lên, không biết đợi mình sẽ là cái gì. Chấn nhỏ bị hủy diệt trong lửa, đại quân nhiều lần di chuyển qua lại, tất cả thi thể đều bị bổ thêm một đao. Tàn sát, tàn sát chân chính, không chừa một mống. Tướng sĩ tham chiến còn tàm tạm chút, không cảm thấy gì cả, người chết trong chiến tranh không phải là chuyện rất bình thường sao. Ngược lại là tu sĩ tham chiến chứng kiến cảnh thi thể đầy đất này cảm thấy sợ run, hiểu nguyệt các có mấy ngàn người, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã bị một đại quân thế tục tàn sát sạch sẽ rồi. Tiếp đó chính là thu dọn chiến trường, thu dọn cương mâu và mũi tên về hư hại thì mang về cho công tượng sửa chữa. Chạm chán với tu sĩ, xác nhận trên cơ bản đã không có cá lọt lưới, tôn tướng quân mang theo thủ cấp của Lưu Uyên khoái mã chạy nhanh tới trước mặt La Đại An, Dân thủ cấp, chính thức phục mệnh, nhiệm vụ tác chiến hoàn thành viên mãn. Nhìn thấy đầu của Lưu Uyên, hai mẹ con Trang Hồng cực kỳ hoảng sợ. La Đại An lập tức điều động bổ trí người dưới trướng, dùng tỏa kỵ muốn dẫn người rời đi. Hạ lệnh bái chợt hô lên, La Tướng Quân, sư phụ ta là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang lúc nói ra những lời này, nửa câu sau rõ ràng là không đủ lòng tin. Lúc này nói ra lời này, cũng là vì tự bảo vệ mình, vì biết thế lực của sư phụ ảnh hưởng thế nào với Nam Châu, hy vọng cái phao cứu mạng này có thể có tác dụng. Là Đại An ghim chặt tỏa kỵ, nhìn chăm chú về phía y. Nếu không nể mặt mũi của đạo gia lúc sinh tiền, nếu không nể tình ngươi là học sinh của đạo gia, người nghĩ hai mẹ con các ngươi còn có thể đứng ở đây được sao? Không cần phải sợ, sẽ có người đưa các người tới Nam Châu dứt lời thì phóng ngựa đi gã cũng không biết lần hành động này là ý của nghiêu hữu đạo lại càng không biết nghiêu hữu đạo còn sống hai mẹ con nhìn nhau lúc này mới biết nguyên nhân mình bị đưa ra khỏi trấn nhỏ hóa ra là do danh phận học trò của đạo gia đã cứu hai mẹ con một mạng bằng không hai mẹ con sợ rằng cũng đã táng thân trong trấn nhỏ rồi phải bị đưa tới nam châu thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi mẹ con bị đưa đi trước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía trấn nhỏ đã hóa thành phế tích kia trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ, hiểu nguyệt các cứ như vậy đã kết thúc rồi sao? Nếu nói không có cá lọt lưới thì không thể nào, còn dết trăm chân chặt mất cũng còn sót lại một, các nơi trong thiên hạ kiểu gì cũng còn vài nhân mã do hiểu nguyệt các bố trí, nhưng những người tần áp chót như thế không làm gì thành tài được. Hiểu nguyệt các đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giới tu hành rồi. Tần quốc cũng xác thực đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thiên hạ. Tốt, lần này Đại An làm đẹp lắm, sắp đặt chu đáo chặt chẽ, can đảm cẩn trọng, xuất thủ quả đoán, không hổ là đệ tử của mông soái rất có phong phạm của mông soái không phụ sự kỳ vọng cao của bản vương trong anh võ đường ở nam châu nhận được tấu trương cặn kẽ cuộc chiến đấu xác nhận là đại an đã thuận lợi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ thương triều tông mừng rỡ khen ngợi trái tim sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng được thả lòng lam nhược đình vuốt râu gật đầu cười nói đích thực là làm rất gọn gàng lần này đại an sợ là phải danh dương thiên hạ rồi ai mông sơn minh thở dài một tiếng kiêu binh thất bại Đụng tới cao thủ, sớm muộn gì nó cũng phải chịu thiệt. Ta lại kỳ vọng nó sẽ chịu vài lần thiệt thòi lớn trước để thất bại. Ông ta đã nhìn thấy vẻ ngạo khí từ trong xương từ trong lần xuất thủ hành động này của La Đại An, đoán chừng đã sống quá lâu ở bên người cấp cao của Nam Châu, bên Nam Châu ai cũng nể mặt mũi, trên chiến trường lại không bị thua thiệt gì. Đối với Mông Sơn Minh ông ta, công chiếm đất tần vốn là chuyện thuận nước đẩy thuyền, tiêu diệt Hiểu Nguyệt các cũng là chuẩn bị vô cùng kỹ càng, dàn giáo lớn đã dựng sẵn cho La Đại An rồi chuyện này căn bản không tính là trận đánh ác liệt gì cả. Nếu vì vậy mà thành danh cổ vũ ngạo khí thật sự không phải chuyện tốt gì. Lam Nhược Đình như có điều suy nghĩ, dường như đã hiểu suy nghĩ của ông ta. chương 2239, báo thù rửa hận. Tâm tình của Thương Triều Tông thì rất tốt, mông xoái yêu cầu quá hà khắc rồi, tuổi hắn như vậy mà có thể có bản lĩnh đó đã rất hiếm thấy rồi. Mông Sơn Minh không muốn nói nhiều, chuyển trọng tâm câu chuyện. Vương gia, có thể phục mệnh với đạo gia rồi. Ừm, Thương Triều Tông gật đầu, khi ba người tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, báo cáo tin tức đã thành công tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các xong, Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ gật đầu thể hiện rằng đã biết. Hắn cũng quả thực đã biết, hắn cũng đã nhận được thư, thư truyền tới vẫn còn ở trên bàn của hắn, mới vừa xem xong. Thấy dáng vẻ sóng lớn không sợ hãi của hắn, trước khi tới hơi có cảm giác hưng phấn, Thương Triều Tông cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đạo gia, thương kính không tiện đưa tới bằng kim xí, sí, sợ trên đường có sơ suất, bây giờ tòa kỵ phi cầm lại bị phiêu miểu các khống chế. Nghiêu hữu đảo, sau này Vân Cơ sẽ liên hệ với Vương Gia, Vương Gia đưa tin cho La Đại An giao phương thức liên lạc là được, bên ta sẽ phái người khứ thủ. Thương Triều Tông gật đầu, được, nhìn về phía Vân Cơ bên cạnh Nghiêu hữu đảo, Vân Cơ thì khẽ gật đầu đồng ý, thể hiện sau sẽ liên hệ với gã. Nghiêu hữu đảo, chuyện nhiếp chính Vương bên ta đã bắt tay vào làm rồi, dự đoán trong vòng nửa tháng sẽ có tin tức. Vương gia chờ nhận tin tức là được rồi dứt lời liền duỗi tay ý mời về. Ba người thương Triều Tông, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình nhìn nhau, đều có chút bất ngờ, có thể cảm giác được, tâm tình của đạo gia hôm nay dường như không vui lắm. Ba người không thể làm gì khác hơn là cáo từ, Lam Nhược Đình đẩy xe đẩy. Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước, như hữu đạo lại đột nhiên lên tiếng. Vương gia, phụ thân ninh vương của ngươi chính là vì gặp phải độc thủ của hiểu nguyệt các. Ba người đồng thời dừng lại, thương triều tông xoay người nhìn lại, con mắt mở to thêm vài phần, Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh đều xoay người kinh ngạc nhìn hắn. Vân Cơ hơi cảm thấy ngoại ý muốn nhìn Nghiêu Hữu Đạo một cái, chỉ ít nàng vẫn chưa từng thấy thư báo có liên quan tới chuyện này, không biết tại sao Nghiêu Hữu Đạo lại biết được. Lam Nhược Đình có chút kích động nói, đạo ra, thảm biến năm đó ngài đã tra ra kết quả rồi ư. Dù sao sư phụ lạc thiếu phu của gã cũng đã bỏ mạng trong lần kiếp nạn đó. Chuyện lần đó vẫn tra không ra chân tướng, bây giờ có thể biết chân tướng, ba người đều có chút kích động nghiêu hữu đạo yên lặng gật đầu nói coi như đã có manh mối đại khái bản thân ninh vương là do đích thân các chủ tiền nhiệm của hiểu nguyệt các ngọc thương động tay mạng của ninh vương mất trong tay ngọc thương phía sau chuyện này còn có yến hoàng thương kiến hùng tác loạn ngọc thương điều một đám người của hiểu nguyệt các đi ám sát thương kiến hùng thì phái một trong bốn đại thống lĩnh của kinh đô và vùng lân cận là quân vương hoành phục kích sau đó toàn bộ nhân mã của quân vương hoành đều bị diệt khẩu ninh vương phi và đại ca của vương gia còn cả lạc hiếu phu đều bỏ mạng cùng một kiếp. Phía sau chuyện này, thiên ma thánh tôn ô thường cũng có một tay, sau đó chuyện đông quách hạo nhiên cùng đường mục và các đệ tử liên quan gặp nạn là do gặp phải thủ hạ của ô thường truy sát. Cảm xúc của ba người dường khó có thể bình tĩnh, nhiều năm như vậy, chân tướng vẫn luôn đau khổ truy tìm. Sau một lúc lâu, mông sơn minh hỏi, đạo gia, thiên ma thánh tôn cũng tham gia vào việc hãm hại ninh vương. Nghiêu hữu đạo, toàn bộ việc này thật ra là do ô thường đứng phía sau thúc đẩy. Thương Triều Tông Bi Thống nói, đường đường là thiên ma thánh tôn, vì sao lại làm khó dễ phụ vương của ta? Phụ thân của hắn, mẫu thân và cả đại ca đều bị hại, hắn cũng bị nhốt vào thiên lao chịu đủ đau khổ, làm sao có thể không bi phẫn được? Nghiêu hữu đạo, vương ra suy nghĩ nhiều rồi, Ninh Vương còn chưa có tư cách để ô thường cố ý nhầm vào, ô thường chỉ là lợi dụng mâu thuẫn nội bộ để thâu tóm thời thế mà thôi, hắn lợi dụng tình huống mình nắm được từ khắp nơi, lại lấy chuyện thương kính làm mồi, nên tạo ra thảm biến này. Chuyện này rất phức tạp, phía sau không chỉ có Thương Kiến Hùng và Ninh Vương. Ngay lúc đó, Ninh Vương, Lạc Hiếu Phu và Sư Phụ Đông Quách Hạo Nhiên của ta cùng trưởng môn Thượng Thanh Tông là đường mục trước sau hầu như bị ngộ hại trong cùng một giai đoạn, không phải là không có nguyên nhân, phía sau nhóm Ninh Vương cũng không hề yên tĩnh, cũng đang âm thầm gây sự. Có một số việc kỳ thực không có gì ai đúng ai sai, người bị cuốn vào trong đó, phía sau đều có lợi ích của mỗi người thúc đẩy, chỉ có điều vì vậy mà bị cuốn vào nhau mà thôi. Có một số việc, bây giờ ta còn chưa tiện nói cho các người biết, các người biết quá nhiều cũng không có chỗ gì hay, biết hung thủ là ai là đủ rồi, biết quá nhiều cũng không có tác dụng, chuyện liên lụy tới ô thường các người cũng bất lực, giao cho ta xử trí đi. Đừng nên hỏi nhiều rồi, đến thời điểm nên biết, ta sẽ cho các người biết. Có một số việc quả thực không tiện nói ra, hắn cũng không thể nói ô thường là vì ma điển, là bởi vì nhằm vào triệu hùng ca nên mới làm ra những chuyện liên tiếp đó. Còn Triệu Hùng ca cũng bị đám ninh vương lợi dụng, bên Ninh Vương từ chỗ Triệu Hùng ca lấy được bí pháp luyện chế nha tướng, tạo ra 10 vạn nha tướng, chuyện nha tướng còn chưa tiện nói cho bọn họ biết được. Nếu hắn đã nói như vậy, ba người thần sắc bi thống cũng chỉ có thể trầm mặc. Như Hữu Đạo tiếp tục nói, nói cho các người biết chuyện này là bởi vì chuyện Chu Diệt Hiểu Nguyệt Các sẽ gây nên sự chấn động trong thiên hạ, ảnh hưởng không nhỏ tới Nam Châu. Việc này cần cho người trong thiên hạ một công đạo, nếu không, tam đại phái của Yến Quốc sẽ đều kiêng kỵ vương gia. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau, đã hiểu, Chu Diệt Hiểu Nguyệt Các là vì báo thù cho Ninh Vương, là vì báo gia thù, báo thù rửa hận, đây cũng là cách để thông cáo với người trong thiên hạ. Đã hiểu, Thương Triều Tông gật đầu, Ngưu Hữu đạo than thở, Thương Kiến Hùng là một trong hung thủ sát hại người nhà của ngươi, là đối tượng báo đại thù hiện tại, còn tiếp tục làm nhiếp chính vương hay không, tự các người suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ rồi mau chóng thông báo cho Vân Cơ một tiếng để dễ liên hệ với bên tam đại phái, cũng dễ để bên Yến Kinh chuẩn bị. Được, Thương Triều Tông đồng ý, Nghiêu hữu Đạo phất phất tay, sau đó ba người chắp tay xin cáo lui. Ba người vừa đi, Nghiêu Hiếu Đạo dựa vào ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hơi cô đơn. Vân cơ cũng đã nhìn ra, vị này sau khi tiêu diệt hiểu nguyệt các, tâm tình có phần thấp, không biết có phải nguyên nhân vì một câu nói đã lấy hơn 6.000 nhân mạng hay không. Nên liên hệ vẫn phải liên hệ, sau đó Vân cơ công khai lộ diện, lại đi một chuyến tới bên Thương Triều Tông, hẹn xong việc lấy thương kính. Đồng thời cũng mang về quyết định của bên Thương Triều Tông, bên kia vẫn chưa đánh mất lý trí nóng lòng giết Thương Kiến Hùng, suy nghĩ vì đại cục vẫn quyết định từ từ xưng đế, trước tiên làm nhiếp chính vương. Chỉ cần nắm quyền, Thương Kiến Hùng liền bị nắm trong tay, muốn chém giết muốn dốc thì còn không phải chỉ là một suy nghĩ thôi sao. Một lần hành động tiêu diệt hiểu nguyệt các, động tính quá lớn không có cách nào bảo mật, đương nhiên cũng không cần phải bảo mật. Tin tức vừa xuất hiện, quả nhiên cả thiên hạ chấn động, nhất là mang tới ảnh hưởng rất lớn khắp nơi trong giới tu hành. Đây chính là đường đường là hiểu nguyệt các, không tới một canh giờ đã bị đại quân thế tục giết sạch. Có tiền lệ này, có người dẫn đầu, người nào trong môn phái tu hành không kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn đại quân thế tục mà mình khống chế cũng có phần không bình thường. Còn La Đại An lúc này quả nhiên là dương danh thiên hạ, cho dù là thế tục hay giới tu hành đều biết vị này là nhân vật tự mình chỉ huy đại quân diệt trừ hiểu nguyệt các. Cái gì, Thương Triều Tông một phát đã tiêu diệt Hiểu Nguyệt Các, chương 2240, bất an một. Bên trong thư phòng Thiệu Bình ba cả kinh đứng lên, trong ánh mắt liên tục lóe lên thần sắc kinh ngạc. Thiệu Tam tỉnh gật đầu một chút, một vài tôm tép lọt lưới chắc chắn còn, chỉ có điều đoán chừng từ nay về sau phải ẩn giấu sâu thân phận Hiểu Nguyệt Các của mình, thái độ này của Thương Triều Tông đoán chứng đám tôm tép nhỏ bé đó sẽ không có ai dám ló đầu ra nữa. Thiệu Bình ba kinh sợ không phải do chuyện này, sau khi đi qua đi lại rồi lẩm bẩm vì sao thương triều tông lại làm như vậy? Dụ dỗ hiểu nguyệt các từ tấn quốc qua là vì trận tàn sát này ư? Làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đâu, lẽ nào hắn không sợ gây ra sự kiêng kỵ của tam đại phái yến quốc sau? Đuổi tận giết Việt như vậy càng giống như làm cho hả giận hơn. Chợt dừng bước liếc mắt, chậm rãi phun ra một cái tên. Nghiêu hữu đảo, thiệu tam tỉnh ngạc nhiên. Nghiêu hữu đảo, mặt thiệu bình ba âm trầm, giữa thương triều tông và hiểu nguyệt các không nghe nói có thâm cừu đại hận gì cũng không cần thiết phải làm chuyện mất nhiều hơn được này toàn bộ nam châu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người cũng chỉ có hắn có lực ảnh hưởng lớn như vậy làm cho thương triều tông làm ra chuyện như vậy gã nghĩ tới chuyện năm đó ở tề quốc hiểu nguyệt các truy sát Nhiều hữu đạo có tô chiếu tham gia vào nhưng gã lại không biết rõ lắm cắn răng nói trước đó ta hoài nghi không sai mà Nhiều hữu đạo chưa chết thiệu tam tỉnh trần trừ một chút nghiêu hữu đạo sau đó không phải đã giảng hòa với hiểu nguyệt các rồi sao hai bên còn hợp tác rất vui vẻ xương huynh gọi đệ với ngọc thương nữa tần quốc lập quốc hắn giúp đỡ hỗ trợ rất nhiệt tình thiệu bình ba chợt xoay người hỗ trợ ta thấy là không dám hành động thiếu suy nghĩ đó khi đó hiểu nguyệt các vốn dĩ đang âm thầm tránh đi hắn coi như trừ đi ngọc thương ở bề nổi thì có lợi ích gì không vọng động được bằng không toàn bộ hiểu nguyệt các tất sẽ nổi lên tâm tư xấu xa mao lư sơn trang của hắn sẽ vĩnh viễn không được an bình với phong cách hành sự của hắn, hắn quen thả dây dài câu cá lớn, muốn đối phó với Hiểu Nguyệt Các, biện pháp ổn thỏa nhất chính là làm cho Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước, sau đó một lưới bắt hết. Thiệu Tam Tỉnh hơi bất đắc dĩ, phát hiện một khi vị này phát hiện ra chuyện liên quan tới Nưu Hữu Đạo sẽ lập tức lâm vào tâm bệnh, nghi thần nghi quỷ, ngay cả thánh cảnh cũng đã xác định Nưu Hữu Đạo đã chết, nào còn Nưu Hữu Đạo gì nữa, lúc này mới nhắc nhở. Đại công tử, Hiểu Nguyệt Các đích thực là đã từng gây bất lợi cho Hữu Đạo nhưng thâm cửu đại hận gì có thể khiến cho Nhiêu Hữu Đạo không tiếc tàn sát diệt môn hiểu Nguyệt Các. Thiệu Bình Ba khựng lại, hồ nghi, điểm ấy, gã cũng không nghĩ ra được, thế nhưng không biết sao, gã vẫn không nhịn được suy nghĩ tới Nhiêu Hữu Đạo, chỉ từ chuyện này gã luôn cảm thấy liên hệ trước sau với những chuyện khác, chính là phong cách hành sự của Nhiêu Hữu Đạo. Lầm bầm một câu, trong chuyện này có phải còn nội tình gì mà chúng ta chưa biết không? Thiệu Tam tỉnh cười khổ, đây chẳng nhẽ là có gò ép cũng muốn liên lụy tới Nhiêu Hữu Đạo sao? quên đi, để gã từ từ suy nghĩ đi. Tổng quản như y còn có nhiều việc phải xử lý, cáo lui trước. Chỉ có điều sau khi rời khỏi đây không bao lâu, lại vội vã quay lại thư phòng, đưa một bức thư lên, nói. Đại công tử không cần đoán nữa, không có liên quan tới nhiều hữu đạo, nguyên nhân thực sự đã xuất hiện. Bên thương triều tông công khai nguyên nhân hạ thủ, năm đó hiểu nguyệt các chính là người mưu sát ninh vương thương kiến bá, nói là liên thủ với yến hoàng thương kiến bá làm một vài chuyện tốt, nói cách khác, thương triều tông ra tay ác độc là đang báo thù rửa hận. Thiệu Bình Ba nhanh chóng xé thư ra kiểm tra, sau khi xem thì phát hiện mình lại suy nghĩ nhiều, mờ mịt lẩm bẩm. Nguyên nhân lại vì chuyện này, thương triều tông trí ở thiên hạ Yến Quốc, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Thiệu Tam tỉnh than thở, đại công tử quá lo lắng rồi, thánh cảnh đã chứng minh, như hữu đạo sắc thực đã chết. Thiệu Bình Ba trầm mặc, ánh mắt lại nhìn nội dung trên giấy. Thương kiến hùng sợ là gặp phiền toái, Thiệu Tam tỉnh Hồ Nghi, Thương Triều Tông còn có thể đem binh giết tới Kinh Thành Yến Quốc hay sao? Thiệu Bình Ba từ từ nói, nói hiểu Nguyệt Các là hung thủ cũng cho qua, Thương Kiến Hùng dù sao vẫn là hoàng đế của Yến Quốc, phía sau tất có hai đại phái Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn chống đỡ, dù cho biết Thương Kiến Hùng là hung thủ, cũng không thể nóng lòng trả thù được, tuyên bố như vậy là đang công nhiên chỉ trích Thương Kiến Hùng là cử nhân giết cha, đây là vạch mặt rồi. Thời kỳ này, thời điểm này công nhiên vạch mặt, tất có mưu đồ thiệu tam tỉnh nghe hiểu suy nghĩ một chút cũng phải đột nhiên nói thương kính lẽ nào đây mới là nguyên nhân thực sự khi động thủ với hiểu nguyệt các thiệu bình ba nghiêng đầu nói sao thiệu tam tỉnh đại công tử ngài nghĩ xem trên tay hiểu nguyệt các có thương kính thương triều trông không phải là vì có được thương kính thì sao có thể không để ý tới ảnh hưởng để động thủ với hiểu nguyệt các bây giờ một nửa tần quốc đã ở trong tay của thương triều tông thương triều tông có được thương kính thì có thể có tư cách tự lập xưng đế rồi Thiệu Bình Ba lắc đầu, điều đó không thể nào, đất tần quốc chiếm được còn ít, cảnh nội yến quốc còn cả tử kim động được không ít quyền lợi, tử kim động không thể mới chiếm được đất có căn cơ thấp liền bỏ qua cho quyền lợi ở cảnh nội yến quốc được. Lúc này một khi tự lập, triều đình yến quốc há có thể ngồi xem, mà tiêu giao các cùng linh kiếm sơn cũng tất sẽ thúc giục triều đình yến quốc phát binh chiếm đoạt địa bàn của tử kim động ở trong cảnh nội yến quốc. Lúc này thương triều tông vì khống chế đất chiếm được, binh lực phân tán, tuyệt đối sẽ không chọn vào lúc này mà tự lập khai chiến. Đây cũng là nguyên nhân ta cảm thấy lạ khi thương triều tông tại sao lại chọn lúc này mà vạch mặt. Trừ phi, đi bộ qua lại, trầm ngâm, lẽ nào thương triều tông có thể bãi bình được tiêu giao cung và linh kiếm sơn? Nếu thật sự như thế, ngôi vị hoàng đế của thương kiến hùng sợ là không giữ được. Lại lắc đầu, bây giờ nghĩ cũng vô dụng, mỏi mắt mong chờ thôi. Ngược lại, ta muốn xem thương triều tông sẽ làm cái trò gì. Thiệu Tam tỉnh lại có lo lắng. Đại công tử, nếu Thương Triều Tông thật sự có thể thay thế Yến Hoàng, một khi Thương Triều Tông chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của Yến Quốc, đối với tương lai đông trinh của Tấn Quốc ta sợ là sẽ sinh ra trở lực không nhỏ. Thiệu Bình Ba cười ha hả nói, bây giờ ngươi còn lo tới chuyện này sao? Vị kia rõ ràng đã tới tình trạng đại quyết chiến cuối cùng với Tam Thánh, thắng bại giữa bọn họ mới là then chốt quyết định kết cục thiên hạ. Điều này cũng đúng, Thiệu Tam tỉnh gật đầu, bỗng than thở. Đại công tử, quân tề đã bị trọng binh của cao phẩm vây kín tề quốc đã bị tề quốc đẩy vào tuyệt cảnh đã là chó cùng rứt dậu rồi xem ra cao phẩm đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chuẩn bị một lần là xong tề quốc không kiên trì được mấy ngày nữa bên đại tiểu thư có thể bị nguy hiểm không thiệu bình ba việc này chúng ta không tiện ra mặt nói cái gì ta sẽ để công chúa ra mặt trong chiều có không ít đệ tử của đại thần ở trong trường thái học ta đang nắm trong tay tiền đồ nằm trong tay ta chỉ cần công chúa đứng ra trên triều đình hẳn là không có người nào sẽ đối nghịch với ta, sự an toàn của Liễu Nhi cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, thiệu tam tỉnh thở phào nhẹ nhõm với ông ta, cả đời này ông ta đã sáp nhập vào thiệu gia, ông ta đã là một phần tử cốt lõi của thiệu gia, tuổi của ông ta đã lớn, thực sự không hy vọng lại nhìn thấy nội bộ thiệu gia xuất hiện bất kỳ sự bất hạnh nào nữa. Mặt thiệu bình ba lại mang thần sắc phiền muộn, năm đó ép muội muội gả vào tề quốc, bây giờ mình lại hiệp trợ tấn quốc phá hủy tề quốc, không biết sau khi ngày đó tới nên đối mặt với muội muội thế nào. Chương 2241, bất an 2. Chẳng nhẽ lại nói là vì tốt cho muội muội ư? Năm đó khi hắn ép gả Thiệu Liễu Nhi vào Tề quốc cũng không ngờ tới cuối cùng mình lại mất tích ở Bắc Châu, cũng không ngờ tới cuối cùng lại phát triển thành cục diện này, ngoại trừ cảm thán thế sự vô thường ra cũng thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đại quân rằng co, La Chiếu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa trên sườn núi, đứng ở cao nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy đường nét của kinh thần Tề Quốc. Với hắn thì Tề Quốc đã xong đời rồi, sau một trận cưỡng ép tựa như chiến đấu kịch liệt thực ra không tìm ra gì, Hồ Diên vô hận chỉ còn 600.000 đại quân lui lại chấn giữ trong Tề Kinh, đã bị cao phẩm tập hợp hơn 800 vạn đại quân vững vàng vây khốn ở đó, không có đường lui, mọc cánh cũng khó thoát. Cái gọi là đại hạ tương khuynh, một khi tháp sụp cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một trận dày vào chiến đấu kịch liệt, nhìn thấy quân tấn lấy thế bài sơn đảo hải tới đánh trận cuối cùng, bên Tây Quốc không thấy được hy vọng thắng lợi, Hồ Diên vô hận cũng không khống chế nổi cuộc diệt, rất nhiều người trong quân Tề chủ động trốn đi đầu hàng quân tấn. Tam đại phái Tề Quốc cũng không khống chế nổi cuộc diện, môn phái trong giới tu hành mà bọn họ vốn khống chế trong Tề Quốc cũng nhao nhao tìm cơ hội trốn đi. Không có các môn phái lớn nhỏ bên dưới trợ uy, tam đại phái Tề Quốc cũng không có bao nhiêu lực lượng đối mặt với thế tiến công như sóng to gió lớn này được. Sớm không hàng, bây giờ hàng, sẽ không có đường đàm phán nữa, người đầu hàng phải đưa ra thành ý đầu hàng. Cao phẩm thao túng người đầu hàng phản công, ép quân tề tới nước này càng khiến tam đại phái của tề quốc tổn thất nặng nề. Nhưng trận tử chiến này không hàng, kiên trì tới giờ chỉ còn 600.000 nhân mã, chính là do hô diên vô hận tử trung, cũng có thể nói là toàn bộ nhân mã tinh nhuệ nhất của tề quốc. Lấy 800 vạn quân tiêu diệt mặc dù không thành vấn đề nhưng đối mặt với 600.000 quân tinh nhuệ của tề quốc nguyện làm ngọc vỡ này cũng tất sẽ mang tổn thất không nhỏ cho quân tấn, chuyện này khiến cao phẩm có chút đau đầu cũng là nguyên nhân vẫn rằng có tới mức này, cao phẩm truyền thư cho quân tề ra lệnh đề quốc chấp nhận thất bại, ra lệnh đề quốc đầu hàng. Mà lúc này, mặt la chiếu là thần sắc mờ mịt, không phải đang nghĩ chuyện này, đang nghĩ tới tin tức vừa nhận được, hiểu nguyệt các bị thương chiều tông tàn sát sạch sẽ. Trước đó đã hoài nghi lần này hiểu nguyệt các đi hỏa phúc khó liệu, lại không nghĩ tới lại là kết cục như thế này, hơn nữa còn tới nhanh như vậy. Gã cũng không biết có nên cảm thấy may mắn vì mình không đi cùng hiểu nguyệt các hay không hạo chân leo lên tường thành trông về phía xa chỉ thấy bốn phía chẳng chỉ quân tấn dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giống như sóng biển lớn bao phủ bên này lại sự bi phẫn trong lòng khó có thể hình dung bằng lời gã biết tề quốc xong đời rồi hồ diên vô hận cũng không thể cứu vãn nổi chỉ là có nằm mơ cũng không nghĩ tới tề quốc lại kết thúc trên tay gã gã lại là vị quân chủ vong quốc của tề quốc cao phẩm gửi thư khuyên hàng tới không bằng nói là đe dọa vũ lực nếu không hàng một khi thành bị phá chó gà không tha Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thấy thư khuyên hàng như vậy, trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, không ai phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Gã biết rõ, nếu hàng e rằng có thể đảm bảo được tính mệnh nhưng cuộc đời này chỉ sợ đừng mơ có được tự do nữa, chỉ sợ sẽ bị tấn quốc giam lỏng cả đời. Mà những quan viên trên triều đình kia thì không giống, có lẽ vinh hoa phú quý nhất, đại quan đầu hàng không làm được đại quan cũng có thể làm một quan nhỏ, ít nhất có thể đảm bảo một nhà bình an. Trong lòng muốn đầu hàng lại sợ 600 ngàn nhân mã trong ngoài thành, lúc này không ai dám mở miệng mà thôi. Trong thành, Hoàng hậu Thiệu Liễu Nhi đang đứng ở đầu đường, không tiếc lấy tôn sư Hoàng hậu suốt đầu lộ diện khắp nơi, không dám mặc hoa phục nữa, dẫn theo hai đứa con trai của tiền vương phi hạo chân khao tướng sĩ, an ủi bách tính, hy vọng có thể cố gắng trấn an lòng người. Vị Hoàng hậu nàng có thể nói là chưa được hưởng thụ một ngày vinh hoa Hoàng hậu nào, nàng cũng không biết mình làm như vậy có thể có bao nhiêu tác dụng, chỉ là đang cố gắng hết sức mà thôi, hy vọng có thể giúp đỡ được chút gì đó. Còn lui lại giữ ở bên trong thành khu Tam Đại Phái, tầng lớp cấp cao của Tam Đại Phái đang tụ họp thương nghị vấn đề hàng hay không hàng. Bây giờ thảo luận vấn đề hàng hay không hàng xác thực là hơi muộn rồi, không còn tư cách trả giá gì, nhưng trước đó Tam Đại Phái cũng không có khả năng hàng, nếu không ép tới nước này làm sao có thể xem xét tới vấn đề đầu hàng. Thái độ của bên Tấn Quốc đã rõ ràng, sau khi đầu hàng có thể cho bọn họ địa bàn để đặt chân nhưng không được chiếm lĩnh cảnh nội Tây Tam Quốc của Tấn Quốc, mà là ở trong địa cảnh của Nguyên Tần Quốc. Tấn Quốc đã nói rõ ràng, sau khi nghỉ ngơi và khôi phục sẽ dẫn binh Đông Trinh, có thể có được địa bàn của Nguyên Tần Quốc mới có địa bàn chia cho bọn họ, nếu không chiếm được thì không có. Nói trắng ra là, chính là muốn tam đại phái ra sức tham dự Đông Trinh. Điều kiện này khó có thể chấp nhận được, nhưng chuyện này khó chấp nhận được ở tình huống trước đó, còn lúc này. Không chấp nhận, hoặc là tử chiến đến cuối cùng, sẽ là kết quả gì có thể tưởng tượng được. Hoặc là ngay bây giờ trốn đi, chạy khỏi đây trước đã nhưng sau đó thì đặt chân ở đâu quốc gia nào có thể yên tâm thu nhận bọn họ huống hồ còn có vết xe đổ của hiểu nguyệt khác bệ hạ tha mạng bệ hạ tha mạng trong hoàng cung yến quốc đại tổng quản điền vũ bước nhanh tới bên ngoài ngự thư phòng lại thấy một tên thái giám bị thị vệ kéo ra ngoài kêu khóc cầu xin tha thứ điền vũ đi tới cửa ngự thư phòng hỏi một tên thị vệ xem có nghe được có chuyện gì mới xảy ra hay không tên thị vệ nói không biết tên thái giám làm chuyện gì mà chọc giận tới bệ hạ Điền vũ trầm mặc, biết từ sau khi thương triều tông tung tin bệ hạ là hung thủ mưu sát ninh vương, tâm tình của bệ hạ liền cực kỳ không ổn, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ tức giận, đã đánh chết rất nhiều thái giám rồi. Hiện tại khiến cho thái giám tới hầu hạ đều nơm nấp lo sợ, nhìn thấy bệ hạ như nhìn thấy quỷ môn quan vậy. Sau khi ổn định tâm tình đi vào, nhìn thấy bình trà bị đập vỡ ở dưới đất, còn có đầy đồ đạc bị quăng xuống đất. Ngồi sau án kiện, thương kiến hùng khuôn mặt âm trầm, tâm tình xác thực là vô cùng tệ hại, Hắn không biết Thương Triều Tông làm thế nào lại biết được chân tướng, Thương Triều Tông vừa tung tin tức ra, bên triều đình đương nhiên là lập tức tung tin bác bỏ. Nguyên nhân dẫn tới tâm tình hỏng bét như vậy không phải bởi vì tin tức mà Thương Triều Tông tung ra mà là thủ đoạn mà Thương Triều Tông tàn sát Hiểu Nguyệt Các. Vì báo thù cho phụ mẫu huynh đệ lại không để ý tới ảnh hưởng mà đại khai sát giới, quyết tâm cùng ý chí báo thù của Thương Triều Tông làm trong lòng hắn căng thẳng. Lúc này công nhiên chỉ ra hắn là hung thủ, muốn làm gì? hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không bình thường, làm hắn cảm thấy khủng hoảng, cảm nhận được áp lực vô hình, cảm thấy thương Triều Tông sẽ không dừng tay. Hắn rất hối hận, hối hận trước đây lúc đánh thương Triều Tông vào thiên lao không giải quyết gọn gàng cho nên mới tạo thành hậu họa khó xử lý như hiện tại. Điền vũ gión ra gión rén đi tới bên cạnh hắn, bẩm báo. Bệ hạ, trưởng môn Long Hưu của tiêu giao cung cùng trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn đã tới. Thương Kiến Hùng cả kinh đứng lên, bọn họ tới đây làm gì? Không lâu trước, trưởng môn cung lâm sát của tử kim động tới, hắn cố ý chạy tới bái kiến, ai ngờ cung lâm sách lại từ chối gặp hắn. chương 2242, mặt trời mọc từ hướng Tây. Hiện tại Long Hưu và Mạnh Tuyên lại tới nữa, dưới thời cơ này, trưởng môn của tam đại phái đều tới làm hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Điên Vũ cẩn thận nói, đã hỏi rồi, nhị vị trưởng môn đều nói là cung trưởng môn đưa tin, bảo nhị vị tới đây tụ họp một lần. Cung lâm sách chính là chỗ sửa vững chắc sau lưng thương triều tông, Cung Lâm sách muốn làm gì? Thương Kiến Hùng trầm giọng nói: Đi, đi bái kiến ba vị trưởng môn bên ngoài phòng công vụ. Phụ trách quân vụ của Yến Quốc Đại Tư Mã Thương Vĩnh Trung đi bộ trong cung, tựa như nhàn rỗi không có chuyện gì đi bộ vào phòng công vụ của Đại Tư không Cao Kiến Thành. Khổ Khổ Thương Vĩnh Trung vội ho một tiếng, đang dựa vào bàn phê văn, Cao Kiến Thành ngẩng đầu lên thấy là hắn thì nở nụ cười. Vương gia Giá Lâm là có chuyện gì cần phân phó? Kết quả thấy đối phương nháy mắt vì vậy mới nghiêng đầu ra hiệu cho những người khác đang ở trong phòng. Đợi những người khác đều lui ra ngoài, không có người ngoài nữa, Thương Vĩnh Trung bước nhanh tới bên cạnh Cao Kiến Thành, cúi người ghé vào tai ông ta, nói. Mới rồi, trưởng môn của Tam Đại Phái đã tới đông đủ. Cao Kiến Thành ồ một tiếng, chắc là có chuyện gì đó rồi, làm sao vậy, chẳng nhẽ vương ra muốn đi bái kiến. Thương Vĩnh Trung suyệt một tiếng nhìn chung quanh, thấp giọng nói. Ta nói Cao Đại Nhân này, người giả bộ hồ đồ cái gì, lần này trưởng môn của tam đại phái đột nhiên tới có thể có chuyện tốt gì ngay cả ta cũng đã nhìn ra ta không tin lấy sự khôn khéo của cao đại nhân lại không nhìn ra manh mối gì hắn cũng không tin bằng vào sự hiểu biết trong cung của cao kiến thành lại có thể không biết trưởng môn của tam đại phái tới có một việc có thể xác định cao kiến thành chắc chắn có nhiều tai mắt trong cung hơn gã bởi vì tình cảnh của gã xấu hổ tay không tiện rũi quá dài ngay cả gã cũng đã biết gã không tin cao kiến thành có thể không biết Dường như Cao Kiến Thành không hiểu nói, có thể có đầu mối gì, cáo già, thương vĩnh trung kiềm chế kích động muốn phun nước bọt vào mặt ý. Thương triều tông tàn sát hiểu nguyệt các, lấy thủ đoạn tàn khốc diệt môn hiểu nguyệt các, lại chỉ điểm bệ hạ cũng là hung thủ, ý muốn như thế nào. Cố tình lại vào ngay lúc này, trưởng môn tam đại phái chạy tới, người không lo sẽ xảy ra chuyện gì ư. Cao Kiến Thành ồ một tiếng, dường như suy nghĩ chút. Vương ra, người suy nghĩ nhiều rồi, trưởng môn của tam đại phái tới gặp bệ hạ không phải là chuyện rất bình thường sao? Thương Vĩnh Trung chừng mắt, có chút nóng này, ta nói này cao đại nhân, giả bộ hồ đồ với ta có gì thú vị sao? Cung lâm sách tới trước, bệ hạ muốn đi bái kiến, nhưng mà cung lâm sách từ chối gặp bệ hạ. Chuyện này, ta không tin ngươi không biết, cao kiến thành A một tiếng, lại có chuyện này sao? Thương Vĩnh Trung không nói nữa, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng xì một cái. Ngươi đừng có giả vờ như vậy, được, Cao đại nhân, bản vương xem như ngươi lợi hại. Xoay người rời đi, Cao Kiến Thành còn tưởng gã muốn rời đi, vừa định nói, vương ra đi thong thả, ai ngờ thương vĩnh chung lại kéo ghế quay lại, cái ghế đặt cạnh y, ngồi bên cạnh y vẻ mặt thành thật nói. Bây giờ ta nói, ngươi cũng biết, ngươi nói làm sao bây giờ. Cao Kiến Thành câm nín, cuối cũng vẫn chọn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Cung trưởng môn không gặp đương nhiên là có đại lý, chắc là có chuyện gì đó. Trường nào thì ngươi mới gặp Bệ hạ để cùng đi bái kiến trưởng môn của ba phái tránh bị từ chối. Thương Vĩnh Trung hỏi ngược một câu, không vòng vo, vung tay lên. Ta không muốn quanh co cái rắm gì với ngươi đâu. Ta nói này cao đại nhân, ngươi, ta và Bệ hạ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, một khi Bệ hạ gặp chuyện không may, ngươi và ta đều chạy không được. Cao Kiến Thành trầm mặc một lúc, "Là Bệ hạ bảo ngươi tới?" Thương Vĩnh Trung, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại Bệ hạ sợ là đang vội đi gặp ba vị trưởng môn vội vã làm rõ tình huống nhất thời sao có thể nghĩ đến chúng ta được cao kiến thành trần trừ nói hay là trước làm rõ tình huống rồi nói sau đi thương vĩnh trung ý vị thâm trường nói cao đại nhân lấy chuyện ta và ngươi đã làm sợ là thương triều tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu ngươi có đối sách gì chúng ta phải bổ sung cho nhau có chỗ nào cần ta xuất lực cũng không cần khách khí với ta đây mới là mục đích lần này gã tới gã lo như cháy nhà Kết quả nhìn thấy vị này còn có thể giống như một người không có chuyện gì xử lý công vụ, không khỏi cũng quá bình tĩnh rồi. Vì vậy gã hoài nghi lão hồ ly này đã sớm có đối sách, hy vọng một khi có chuyện ngoài ý muốn có thể cùng tiến cùng thối. Cao kiến thành cười, phát hiện ra phản ứng của vị này khá bén nhạy, về những chuyện khác không có bản lĩnh gì, đối với chuyện phỏng đoán mấy thứ này thì đầu óc rất thanh tịnh, nhanh như vậy đã ý thức được nguy cơ tới gần rồi. Chỉ có điều cũng có thể hiểu được nếu không có bản lĩnh này, một đám hoàng tộc cũng không có cách nào trổ hết tài năng để leo lên vị trí này. Long Hưu và Mạnh Viên trước sau cùng tới Hoàng Cung, sau khi tới dò xét tình hình ở nơi đệ tử của bản phái chú trong cung thì mới lần lượt tới chỗ của cung lâm sách. Ba người mới vừa gặp mặt ngồi xuống trong đình, có đệ tử chạy tới, bẩm báo. Trưởng môn, bệ hạ tới, ở ngoài cửa cầu kiến. Cung lâm sách lạnh nhạt nói, đã nói ba người chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng, bảo bệ hạ về đi, chúng ta sẽ chọn thời điểm tới bái kiến. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Long Hưu và Mạnh Tuyên trao đổi ánh mắt, Long Hưu chậm rãi nói. Cung huynh, ngươi là đang muốn hù dọa bệ hạ hay thế nào? Cung lâm sách, ta cần phải hù dọa hắn sao? Mạnh Tuyên, tới một chuyến không dễ dàng, nói đi, vội vã gọi bọn ta tới là vì chuyện gì? Tới một chuyến xác thực không dễ dàng, bây giờ tòa kỵ phi cầm của các phái đều bị phiêu miểu các đoạt lại, bọn họ là trưởng môn của đại phái cũng phải lặn lội đường xa cưỡi ngựa sóc này mới tới được đây đều có phần nhớ lại cảm giác trước đây có tòa kỵ phi cầm bây giờ hiệu suất làm việc thấp hơn nhiều cấp cao trong ba phái cũng không muốn ra khỏi cửa cung lâm sách tới một chuyến là không dễ dàng cho nên không mời nhị vị tới từ kim động hẹn gặp mặt ở kinh thành này đường xá của mọi người có thể gần hơn chút phải bôn ba tới đây đương nhiên là có chuyện ai tên thương triều tông ở nam châu thật khiến người ta không bớt lo được hiểu nguyệt các nói diệt liền diệt Long Hưu suy một tiếng, ngươi lại còn nhắc tới chuyện này, không có tử kim động ngươi ở sau lưng chống đỡ, một đám phàm phu tục tử, hắn dám khai đao với hiểu nguyệt các sao. Mạnh tuyên, dáng vẻ mèo khóc chuột đừng có diễn trước mặt bọn ta làm gì, nói đi, chuyện gì. Cung lâm sách than thở, còn có thể có chuyện gì, thương triều tông đã làm gì, các ngươi đều thấy được. Đúng, không sai, khai đao với hiểu nguyệt các có tử kim động ta chống đỡ sau lưng, nhưng vì sao ta lại làm như vậy, các người có nghĩ tới không? Hiểu Nguyệt Các là thứ gì? Lòng muông giả thú, người qua đường đều biết. Ta há lại có thể tha cho bọn chúng mưu đồ gây rối trên địa bàn của Tử Kim động ta? Thương Triều Tông đã có ý, Tử Kim động ta cũng chỉ đành biết thời biết thế mà thôi. Nhưng không ngờ người kia được một tấc lại muốn tiến một thước, nóng lòng báo thù rửa hận, lại theo dõi Thương Kiến Hùng. Không dối gạt nhị vị, bây giờ hắn muốn điều binh báo thù, muốn nhân cơ hội cướp vị trí của Thương Kiến Hùng. Long Hưu lạnh lùng nói: Coi bọn ta chỉ là vật trưng bày hay sao? Mạnh tuyên quát lên, hắn dám, cung lâm sách, có gì mà hắn không dám, vì báo thù đã diệt môn hiểu nguyệt các đó thôi. Long hưu, tử kim động ngươi nuôi chó, đừng có nói ngươi không quản được đó. Cung lâm sách, hắn chính là muốn báo thù, vì thế không tiếc trở mặt với tử kim động ta, ta có thể làm gì được. chương 2243, Tề Vô Hận 1 Chẳng nhẽ thật sự trở mặt với hắn sao? Phần lớn địa bàn này đều là nhân mã của hắn, nếu thật muốn thu thập hắn tất sẽ đại loạn, nhị vị còn không thừa lúc vắng mà vào ấy hả long hưu ngươi dài dòng làm cái gì muốn đùa cợt bọn ta ư cung lâm sách xua tay ta không nói đùa lần này hắn quyết tâm muốn báo thù nhưng lần này muốn làm yến quốc náo loạn là sai lầm cũng không phải điều mà tử kim động ta hy vọng bên ta khuyên bảo một hồi rốt cục cũng làm hắn đổi ý thiên hạ yến quốc cho hắn hắn nguyện biến chiến tranh thành tơ lụa dừng tay như vậy cho nên lần này ta tới là muốn thương lượng với nhị vị không bằng quên đi thương kiến hùng này dù sao cũng là một tên phế vật không bằng tặng yến quốc này cho thương triều tông cho xong cứ như vậy người tốt ta tốt tất cả mọi người đều tốt thế nào long Hưu, ngươi đang nói đùa với chúng ta sao tử kim động ngươi chiếm địa bàn lớn như vậy còn chưa đủ còn muốn đòi hỏi thêm ư cung lâm sách tự tay móc trong tay áo ra hai tờ giấy sau khi xem qua thì để lên bàn giao cho hai người đó tự tay mời xem hai người nhìn nhau mỗi người lấy một tờ kiểm tra không nhìn thì thôi vừa nhìn liền kinh hãi sắc mặt đồng thời trở nên có phần khó coi long hưu dương mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cung lâm sách cung lâm sách bưng trà lên tâm bình ý thản tổi thổi hơi nóng trong chén trà đi chậm rãi uống một hớp. mạnh tuyên liếc nhìn phản ứng của long hưu lập tức hiểu thứ trên tay hai người chắc là giống nhau sau đó cắn răng nói họ cung kia ngươi muốn dùng thứ này áp chế chúng ta hay sao ta cho ngươi biết đừng có mơ bên tam thánh đã có lời chuyện trước đây sẽ bỏ qua trên tay bọn họ cũng không có gì khác, chính là chuyện đốc cha phiêu miểu các trước đây, vì muốn giao phó được với thánh cảnh nên hai phái âm thầm làm chuyện bắt người của phiêu miểu các, trong khi hành động không tránh được sát hại một vài người của phiêu miểu các. Đương nhiên, trên giấy cũng không ghi lại toàn bộ những chuyện bất chính của hai phái nhưng đích thực là nắm giữ một phần chứng cứ. Hai người cũng không biết cung lâm sách làm thế nào mà có được những chứng cứ này, nhưng có một số việc trong lòng hai người biết rõ, lúc đó các phái ngoài miệng không nói gì, trên thực tế đều lén lút vì tự bảo vệ mình mà hầu như đều làm như vậy. Cung lâm sách buông tách trà xuống, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng có vài việc trước khác nay khác, bên Tam Thánh đang đối mặt với thế cục khốn cảnh, nếu thật sự muốn ổn định cục diện, các người dám cam đoan phiêu miểu các có thể không để ý tới chuyện này ư. Ừ, nhất là chuyện này lại có chứng cứ xác thực như vậy. Long Hưu trầm giọng nói, từ kim động người cũng đâu sạch sẽ gì, cung lâm sách cười ha hả nói, lời nói này không thể nói lung tung được, các người có chứng cứ sao? Ta có chứng cứ nộp cho phiêu miểu các, chỉ cần tam thánh ổn định cuộc diện, tử kim động ta vì quyền lợi của Yến quốc tất sẽ báo chứng cứ này cho phiêu miểu các, còn như phiêu miểu các có thể thu thập được các người hay không, tử kim động ta cũng chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Nhị vị không ngại đánh cuộc một phen, sắc mặt hai người trầm xuống, Long Hưu đứng dậy, vậy ngươi cứ chờ tam thánh có thể ổn định được cuộc diện không đã rồi hãy nói. Mạnh tuyên cũng đứng dậy, chỉ ít hiện tại tam thánh còn biết nói chuyện giữ lời, chỉ ít hiện tại chưa chắc dám đụng đến chúng ta. Hai người muốn rời đi, không thể dễ dàng chấp nhận bị uy hiếp như vậy, hiện nay từ kim động có phạm vi thế lực to lớn, chiếm một nửa tần quốc, thêm nửa địa bàn quốc nội của Yến quốc cộng lại đã có thể cho bọn họ dùng được, lại để cho người của từ kim động nắm quyền Yến quốc, hai nhà bọn họ còn có thể lăn lộn thế nào. Cung lâm sách lại mỉm cười ném ra mồi câu. Tử Kim động nguyện lấy địa bàn trên tay ra chia đều cho tiêu giao cung và linh kiếm sơn. Còn chưa đi ra khỏi đình, nhị vị trưởng môn bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn nhau, lại từ từ cùng nhau xoay người, Long Hưu nói. Ta không nghe lầm chứ, cung lâm sách, toàn bộ địa bàn Yến Quốc, nửa địa bàn của Tần Quốc chúng ta đều lấy ra phân chia một lần nữa, từ kim động ta chiếm nhiều nguyện chia đều cho ba nhà. Dứt lời từ tay mời ngồi, nhị vị trưởng môn lại nhìn nhau, không đi được, cũng không muốn đi, ít nhất sau khi biết rõ là có ý gì đều chậm rãi trở về bàn, ngồi xuống. Mạnh tuyên thử dò xét nói, mặt trời mọc từ hướng Tây, tử kim động có thể có lòng tốt vậy sao? Cung lâm sách, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, các người có thể khiến cho tử kim động ta chiếm một nửa tần quốc lại cho là ta không biết lòng dạ các người xấu xa thế nào ư. Đầu tiên là lúc đó đối mặt với áp lực của Hàn Quốc nên không thể không thỏa hiệp, dưới sự phong tỏa của thương triều tông cuối cùng mới không thể không triệt binh. Thứ hai là muốn cho tử kim động ta chặn ở Tây Bình Quan trước, muốn để tử kim động ta một mình đối mặt với tấn quốc Đông Trinh các người chuẩn bị núp ở phía sau nhìn từ kim động ta tiêu hao có nội gian cao kiến thành ở đó bên hắn có cái gì mà không biết ý đồ chiến lược bị thăm dò mặt long hưu không chút thay đổi mạnh tuyên hơi nhíu mày cung lâm sách thăm dò ý tứ và sắc mặt nói ta muốn nói là nếu như từ kim động ta liên thủ với bên hàn quốc cũng không đỡ nổi sau đó các người liên thủ với hàn quốc sẽ có bao nhiêu phần thắng đây nhưng nếu ba nhà chúng ta hợp lực toàn bộ yến quốc một lòng đoàn kết sẽ liên thủ với hàn quốc có phải sẽ có thêm mấy phần thắng không? Nói nói đến nước này, nói vậy các người cũng hiểu, không phải từ Kim động ta thiện tâm mà là từ Kim động ta bị tình thế ép buộc không thể không thỏa hiệp. Có một số chuyện các người nên biết rõ, trước đây nếu không phải Nam Châu xuất binh, Yến quốc đã bị Hàn quốc cùng Tống quốc liên thủ tiêu diệt rồi, là nhân mã của Nam Châu, là thương triều tông ngăn cơn sóng dữ. Thử hỏi lúc đó Thương Kiến Hùng làm được những gì, ngoại trừ cản trở ra thì hắn còn có thể làm gì? thống trị Yến quốc thành cái dáng vẻ kia, trước kia chống đỡ hắn lên ngôi vị hoàng đế là do chúng ta có mắt như mù. Nếu thương triều tông không đỡ nổi tường từ bùn nhão, từ kim động ta cũng sẽ không mạnh mẽ giúp đỡ như vậy. Đánh một trận với Hàn Tống, thương kiến hùng và thương triều tông, sự tranh lệch như nào các người đều đã thấy được. Muốn dựa vào hạng người như thương kiến hùng chống lại công kích của Tấn Quốc, các người có thể trông cậy được sao? Nếu vậy là các người đang muốn chết, từ kim động ta mà ngã xuống, hai phái các người cũng cách ngày sụp đổ không xa những suy nghĩ viển vông ta khuyên các người đừng nên nghĩ làm gì thương triều tông thì không giống vậy năng lực của nhóm người đó các người mới có thể chứng kiến chỉ có hắn hiệu lệnh trên dưới yến quốc chỉ có hắn tới thống lĩnh nhân mạ yến quốc mới có tư cách đánh một trận với tấn quốc mới có khả năng bảo toàn lợi ích của ba phái chúng ta tử kim động bỏ qua quyền lợi lớn như vậy ta muốn thuyết phục người trong bản phái cũng không dễ dàng nhưng bọn họ đã tiếp nhận rồi không vì cái gì khác chỉ là vì suy nghĩ cho đại cục bây giờ tử kim động ta đã nhượng bộ lớn như vậy chỉ vì đổi thương triều tông thượng vị nhị vị từ chối nữa thì có phần không biết nên nói vì vì một tên phế vật như thương kiến hùng có đáng giá không từ từ cùng lâm sách đưa tay cầm hai tờ giấy trên bàn lên ngay trước mặt hai người xé tan nhị vị đây chính là thành ý của ta làm cho tử kim động ta không có đường lui thì tử kim động ta không thể nào chờ đợi hai mặt thụ địch được chúng ta khó có thể công vào tây bình quan đối phó với đám ngu ngốc như thương kiến hùng chúng ta vẫn có niềm tin, nếu thực sự không được, tử kim động ta cũng chỉ có thể chống lưng cho thương triều tông quét sạch nội bộ Yến quốc. chương 2244, Tề Vô Hật 2 Tề quốc sắp bị diệt tới nơi, thời gian cho chúng ta không còn nhiều nữa. Ta nói đã nói đến nước này, mong rằng nhị vị hãy cho ta câu trả lời thuyết phục. Cái gì gọi là uy bức lợi dụng? Đây chính là uy bức lợi dụng. Long Hưu và Mạnh Tuyên trầm mặc, hiển nhiên đều đang suy nghĩ. Cung Lâm Sách có sự kiên nhẫn chậm rãi chờ, nếu như hai người này không đồng ý, hai vị này sợ là không có cách nào còn sống trở về. Thái độ của bên nghiêu Hữu Đạo vô cùng rõ ràng, tuy rằng cuộc quyết chiến với Tam Thánh mới là mấu chốt cuối cùng nhưng trận quyết chiến đó lúc nào sẽ tới, cơ hội quyền chủ động không nắm chắc bất kỳ lúc nào cũng ở trong tay mình, nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị, phòng ngừa Tam Thánh lợi dụng thế lực trong thế tục để nắm trọng thế cục. Cũng không thể lại lần nữa để các phái trong thiên hạ nghiên về phía Tam Thánh được, tuyệt đối không cho phép cho nên nhất định phải chế trụ được tấn quốc một khi phát động thế tiến công, bên này nhất định phải chuẩn bị đối kháng chính diện với lực lượng thế tục. Giả sử tiêu giao cung cùng Linh Kiếm Sơn không đồng ý, như hữu đạo nói là sẽ không khách khí, lập tức đánh đổ hai phái. Chẳng những hai người này không thể quay về, mấy thế lực của nguyên sắc lẩn trốn cũng sẽ động thủ, một vài môn phái sẽ gặp phải tập kích, sau khi tập kích, tiêu giao cung và Linh Kiếm Sơn sẽ không còn thực lực đối kháng với tử kim động nữa. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, nhiều hiếu đạo cũng không muốn như vậy làm, bảo tồn thực lực của tu sĩ Yến quốc mới có lợi với việc chống lại thế tiến công của Tấn quốc, cần phải biết bên Tấn quốc dường như là tụ tập phần lớn tu sĩ của Tây Tam quốc. Cung lâm sách nguyện làm điều này đương nhiên cũng là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, phía sau bọn họ thế nào, bản thân gã biết rõ. Bây giờ làm cho hắn có lợi cũng nhằm nhò gì, chỉ cần như hiếu đạo cầm đầu giành chiến thắng, tiêu giao cung cùng linh kiếm sơn nuốt vào hay nhổ ra cũng khó khăn. Tất cả cũng là vì suy nghĩ cho đại cục. Hoàng cung Tề Quốc, trong đại điện của triều đình, các quan viên yên vị, hạo chân thân mặc long bào ngồi trên đế vị, trưởng môn của tam đại phái cũng ngồi ở một góc đại điện. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đại thể đoán được hôm nay nội dung bàn luận là gì, không phải là nguy cấp bên tấn quốc, hàng hay không hàng. Trên dưới triều đình đều yên tĩnh đợi một người, còn thiếu một người, không có người nọ đồng ý, 600.000 đại quân bên ngoài không đồng ý, muốn hàng cũng không hàng được. Thật sự nghĩ cao phẩm sợ bọn họ không hàng hay sao? Ai cũng biết sự băn khoăn thật sự của Cao Phẩm là 600.000 đại quân tinh nhuệ nhất của Tế quốc, một khi 600.000 nhân mã tử chiến không hàng thì cần gì hàng nữa. Đa số mọi người đều khó mà tránh được lưỡi đao của tấn quân. Bởi vì yên tĩnh, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa đặc biệt rõ ràng, mọi người lần lượt quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Hồ Diên vô hận tới, người mặc chiến giáp, Hồ Diên vô hận tới, sau khi nhận được mệnh lệnh thì chạy từ quân doanh bên ngoài thành về. Hoàng đế đặc biệt cho phép ông ta cưỡi ngựa vào cung, lần này ông ta cũng không khách khí nữa. Trăm ngựa đi theo, một đường thông suốt nhanh chóng sông tới, đến dưới bậc thang bên ngoài điện, Hồ Diên vô hận nhảy xuống chiến mã, tự có người dắt đi. Cha hổ xuống ngựa theo, theo Hồ Diên vô hận đi lên bậc thang. Trăm kỵ ngoại trừ cho Hồ Diên vô hận cùng cha hổ dẫn ngựa ra, những người khác đều không xuống ngựa, hơn nữa còn xếp thành hàng chỉnh tề, vẻ mặt dõi theo tướng quân đi vào chiều. Ngoài điện, cha hổ đi tới bên cạnh cửa hông đứng thẳng, đây là giấy phép đặc biệt do tiên hoàng cho hô diên vô hận thiếp thân thị vệ cha hổ có thể đi cùng ra vào hoàng cung một thân chiến giáp hô diên vô hận bước đi rào rào bước vào trong triều đình đi tới trước bậc thang trong điện chắp tay hành lễ tham kiến bệ hạ sự bi thương trên mặt hảo chân khó nhịn được run giọng nói thượng tướng quân miễn lễ hô diên vô hận ngẩng đầu nhìn ông ta biết mục đích lần này tới để làm gì bê tam đại phái đã thông báo trước với ông ta rồi bên tam đại phái đã quyết định còn như đại thần cả chiều có tâm tư gì ông ta cũng biết rõ nhìn một tia hy vọng trong mắt bệ hạ như chờ mong túm được một cây dơm cứu mạng quay hàm hô diên vô hận căng thẳng cuối cùng khí phách nói hàng đi một tiếng nói quả đoán này ngoài dự liệu của tất cả mọi người một câu này dường như quanh quẩn một tiếng này cũng làm cho rất nhiều người trong điện như chút được gánh nặng dao dao một thân chiến giáp hô diên vô hận xoay người tay vịn bảo kiếm bên hông mắt lạnh quét một vòng đi nhanh rời đi thấy ông ta ra khỏi đại điện, hạo chân mạnh mẽ đứng lên la lớn. Thượng tướng quân, hô diên vô hận không quay đầu lại, cha hổ ở ngoài cửa đi theo. Đi xuống dưới bậc thang của điện, đi thẳng tới tòa kỵ, hô diên vô hận phóng người lên ngựa, thúc ngựa rong một đường rời đi, chăm kỵ ù ù đi theo. Xuất cung, diên vô hận cũng đi nhanh một đường, không trở lại trong quân bên ngoài thành mà là về phủ đệ của hô diên ra. Người chưa tháo giáp đã gọi hai tên tôn tử qua đó, còn cả tôn nữ vẫn còn đang trong tã nữa, tự tay bế tôn nữ nhìn ngắm một hồi, cuối cùng cúi đầu, thơm một cái thật sâu. Sau đó giao tôn nữ cho vú em, lại đưa tay sờ đầu hai đứa cháu trai, cúi người vươn tay bế hai đứa lên, bế một lúc lâu mới đặt xuống. Sau khi đứng dậy, thì vẫy tay để hạ nhân dẫn đi. Nội đường chỉ còn lại một mình cha hổ, hô diên vô hận lại đưa mắt nhìn y một hồi, cuối cùng bình tĩnh nói. Lão hổ, ta không có giao phó gì khác, ba đứa nhóc này ngươi giúp ta mang đi chăm sóc, tấn quân vây khốn, bây giờ ngươi không mang người ra được. Ta đi rồi, ngươi dẫn bọn chúng trốn trong thành, đợi có cơ hội, bằng thực lực của ngươi có thể dẫn bọn chúng thoát thân, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Còn như đi tới đâu, ngươi tự xem mà làm, cha hồ cả kinh, chẳng lẽ tướng quân còn muốn suốt quân cá chết lưới rách hư. Hô Diên vô hận, tam đại phái đều muốn hàng, trên dưới cả triều đều muốn hàng, làm sao liều mạng đây. Để những huynh đệ ưu tú nhất tràn đầy nhiệt huyết của tế quốc đi chịu chết sao Đại thế đã mất, không cần thiết để bọn họ đi chịu chết làm gì cha hổ nghi ngờ nói nếu tướng quân cũng quyết định hàng vì sao phải bảo ta mang con cháu đi hô diên vô hận trên dưới cả triều bị đánh bại duy chỉ có ta không thể hàng nếu ta hàng làm thế nào để đối mặt với vô số binh sĩ tề quốc đã chết trận do ta hiệu lệnh ba nhi tử của ta bởi vì ta giáo dục mà chết trận vì nước sao ta có thể bôi đen danh dự của chúng con cháu của người khác bị đánh bại con cháu của hô diên ra ta không thể hàng người giúp ta dẫn đi đi. Cha hổ sợ ngây người, biết điều này có nghĩa là gì, gấp gáp hô. Tướng quân, hậu đãi của tấn quốc cho phép người lên trước tướng quân, há lại phải. Hồ Diên vô hận nhấc tay một cái, ngăn câu nói tiếp theo của y lại, bàn tay to cũng thuận thế vỗ vào đầu vai y. Nhờ cả vào ngươi, tiện đà sượt qua người, đi nhanh rời đi. Cha hổ kinh ngạc tại chỗ, y hiểu rất rõ ông ta, không cần nói cái gì nữa, vô dụng. Xuất lĩnh trăm kỵ ra khỏi thành, Hồ Diên vô hận đi thẳng vào quân trướng, truyền chư vị tướng lĩnh qua đây, sắp xếp công việc đầu hàng xong. Sau đó tam đại phái và trong chiều cũng sắp xếp người tới, Hồ Diên vô hận ra gặp, nói mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi rồi, để bọn họ trực tiếp hiệp thương với tướng lĩnh phía dưới. Mọi người thông cảm cho tâm tình của ông ta, cũng không làm phiền ông ta nữa. Đợi Hồ Diên vô hận lại đi ra từ trong trướng, chỉ thấy sĩ khí của đại quân đã rơi xuống thung lũng, người người ý chí xa suốt tinh thần, không còn tinh khí thần như những ngày qua nữa. chương 2245, Hô Diên Gia, không một người hàng một. Ông ta đi qua bên cạnh, tướng sĩ ngồi dưới đất không có ai nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ông ta nữa. Hô Diên vô hận yên lặng leo lên đài điểm tướng yên lặng quét mắt nhìn cảnh tượng cô đơn trước mặt, chợt lớn tiếng hô lên như một khúc bi ca phát ra từ cổ họng. Hô Diên vô hận vô năng, là trói buộc của đất nước, tội không thể tha. Xoạt, bảo kiếm bên hông xuất khỏi vỏ, đặt lên gáy gió thổi bay dâu tóc trắng, nhiễm máu đào. Các tướng sĩ nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy hô Diên vô hận ngửa mặt lên trời ầm ầm ngã xuống khỏi điểm tướng đài. Thượng tướng quân, một người giống lên, thượng tướng quân, một đám người kinh hô, phóng tới. Toàn bộ quân doanh quân tề như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, rất nhanh, tiếng gào khóc bi thương vang vọng khắp quân doanh. Một chi kỵ binh của tấn quốc nhanh chóng chạy tới, xông vào doanh trại của quân tề, cao phẩm cầm đầu nhảy xuống chiến mã, lảo đảo một cái, cánh tay đẩy một cánh tay đưa ra đỡ của một tên quan viên tề quốc tới đón tiếp. Đỡ cái rắm, hắn lo sẽ gặp chuyện không may, đang tới trấn an lòng quân. Hắn cuống không kịp chạy lên điểm tướng đài, nghe tin hô diên vô hận qua đời, thật sự làm hắn sợ hãi không nhẹ, lo cái chết của hô diên vô hận gây nên việc quân tề đầu hàng sẽ bất ngờ làm phản. Đừng nói hắn, triều đình tề quốc cũng vô cùng lo sợ, lo sẽ gặp chuyện không may, tam đại phái của tề quốc nhanh chóng phái người đang ở trong quân tiến hành khống chế. May mắn, Trước khi chết, Hô Diên vô hận đã hạ lệnh đầu hàng. Bước nhanh chạy đến trên đài, nhìn di thể của Hô Diên vô hận, đây. Cao phẩm dẫm chân đấm ngực, thân hình hạ xuống quỳ một chân bên cạnh di thể, lấy quyền đấm đất, vô cùng tiếc hận nói. Không đến mức, Hô Diên huynh, không đến mức này mà, ngửa mặt lên trời mà thán, giấm nước mắt, không ai nhặt xác. Mấu chốt là tướng sĩ quân tề không cho người của triều đình tới nhặt xác, thậm chí đụng cũng không cho người của triều đình đụng vào. Bọn họ đưa ra yêu cầu quá phận, cao phẩm tự mình tới trước thi thể tế bái, bằng không sẽ khiến không hàng. Triều đình tề quốc cùng tam đại phái đương nhiên là cảm thấy đám người này quá phận, đối với chuyện bọn họ muốn hàng, hiện giờ cao phẩm có địa vị, thân phận gì. Đây chính là người chỉ cần dùng một lời đã có thể quyết định sự sống chết của bọn họ, ở đây, cao phẩm nói so với triều đình tấn quốc và khí vân tông đều giống nhau, có thể nói cao phẩm đại biểu cho triều đình tấn quốc và khí vân tông, để cao phẩm tự mình tới nhận thi thể, tế bái, đua gì thế, vì vậy có quan viên triều đình tề quốc phụ trách công việc đầu hàng đi ra trách cứ, kết quả làm nhiễu loạn cả lên, bị loạn binh dưới cơn thịnh nộ sông lên chém tại chỗ. Người của tam đại phái tề quốc ngay từ đầu còn muốn ra tay ngăn cản, kết quả phát hiện cảm xúc của tướng sĩ ở xung quanh không bình thường, nếu cứng rắn ngăn cản đối nghịch, làm không ổn sẽ khiến 600.000 nhân mã bất ngờ làm phản, nhanh chóng lui ra, không thể trêu vào, không dám tiếp tục tham gia nữa, mắt trợn chừng nhìn mấy tên quan viên triều đình bị loạn binh giết chết cũng vì vậy đã làm cao phẩm phát sợ, nghe nói 600.000 đại quân khóc lóc rung trời làm ông ta biết nguy hiểm, đây chính là một đống củi khô, một đốm lửa là có thể châm lửa. Không phải là nhận thi thể tế bái sao, dù sao cũng hơn tướng sĩ tấn quốc lại chiến chết một nhóm người là được. Cao phẩm nghe tin thì đồng ý, lập tức tới, vội vã mà tới. Lúc này phía dưới điểm tướng đài, mất thi thể bị loạn đao chém chết, bị bắn loạn chết vẫn ở đó, không ai dám lộn xộn, cũng không ai dám trách cứ gì nữa, sợ làm kích động thần kinh nhạy cảm của đám tướng sĩ đang bị ai này. Lúc này mới cất tiếng đau buồn liên miên, Cao Phẩm nhìn thấy thi thể của Hô Diên vô hận cũng thương tiếc không dứt, cũng rất đau lòng. Trên chiến trường ai vì chủ nấy, đó là điều tất nhiên, mặc dù nói như vậy, Hô Diên vô hận cũng đáng giá là đối thủ mà hắn tôn kính, hoặc là có thể nói là đối thủ làm hắn phải kinh úy. Trước trận chiến này, hắn chưa từng thắng nổi trên tay Hô Diên vô hận, vẫn bị họ Hô Diên vô hận đè né, mấy lần thiếu chút nữa bị bắt sống cùng mất mạng. Thậm chí hắn vẫn không dám đối chiến chính diện với Hô Diên Vô Hận, bởi vì bia nếu mình giao chiến chính diện căn bản không phải đối thủ của Hô Diên Vô Hận, lũ chiến lũ bại, lần này có thể nói là sau khi có được đại thế mới nuốt chừng được Hô Diên Vô Hận. Thân là đối thủ đã giao thủ nhiều năm, vô cùng nhiều đối thủ. Hắn chỉ sợ sau khi đại chiến sẽ gặp phải tình huống như vậy, sợ Hô Diên Vô Hận quá tự tôn sẽ làm chuyện điên rồ, sợ vì vậy mà dẫn tới 600.000 nhân mã không thể đầu hàng, muốn ổn định Hồ Diên Vô Hận cho nên nhanh chóng thượng thư triều đình, chỉ cần hô diên vô hận nguyện hàng thì sẽ cho phép trên chức tướng quân. Triều đình tấn quốc cũng không ngốc, chỉ cần hô diên vô hận đầu hàng, cốt khí của tề quốc sẽ không còn, sẽ có lợi với việc quản lý đất đai chiếm được về sau này. Nghìn quân dễ có được, có thể có được một hô diên vô hận, đối với việc đông trinh trong tương lai cũng sẽ có lợi ích cực lớn. Triều đình tấn quốc lập tức đồng ý với tỉnh cầu của cao phẩm. Kết quả, thượng quân còn chưa được nhận chức này, vị này dẫu có chết cũng không muốn hàng. May mắn là trước khi chết vị này đã hạ lệnh hàng với 600.000 đại quân rồi. Sau khi đổ lệ, Cao Phẩm đứng lên, đối mặt với tướng sĩ quân tề đang bi thương, soạt một tiếng rút kiếm chỉ lên trời, lớn tiếng kêu gào. Hậu táng, thượng tướng quân, phía dưới nhất thời khóc giống lên, có một người quỳ xuống, tiếp theo lại rào rào quỳ xuống, cuối cùng toàn bộ tướng dĩ trong quân doanh quân tề đều quỳ xuống, tiếng gào khóc lần nữa vang vọng. Cuối cùng đã chấp nhận sự thực phải đầu hàng, sau khi ổn định cục diện, Chuyện đầu tiên Cao Phẩm làm chính là trộn 600 ngàn hàng binh này với nhau, quyết không để những người này tiếp tục tụ tập với nhau nữa. Đám hàng binh này một khi bị người có tâm lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng hết, nghi thức tiếp nhận đầu hàng cũng bắt đầu rồi, Hạo chân dẫn quan viên cả triều ra khỏi thành, tới chỗ Cao Phẩm đai biểu triều đình tấn quốc đầu hàng. Hạo chân và các quan lại quỳ trước mặt Cao Phẩm, hai tay dâng thần khí trấn quốc của Tề quốc thần châu, cho thấy đã thành tâm nguyện hàng. Làm hành động này, nói ra những lời này trong lòng hạo chân đang dỉ máu cao phẩm thì lớn tiếng tuyên cáo đại biểu tấn quốc nguyện chấp nhận tề quốc đầu hàng một màn tương đối hoang đường là triều đình tề quốc đầu hàng không dám biểu đạt tình ảm hoài niệm với hô diên vô hận ngược lại lấy cao phẩm dẫn đầu chúng quan to quân tấn tập thể mặc tăng phục tế điện cố hô diên vô hận tiếp nhận đầu hàng vào thành sau khi cao phẩm vào hoàng cung tề quốc thì có một tướng chạy tới nói bên tai cao phẩm đại soái người của hắc thủy đài ra mặt muốn đón hoàng hậu và hoàng tử của tề quốc đi cầm thủ lệnh của đào tổng quản chúng ta sợ là không tiện ngăn cản hả cao phẩm quay đầu hơi khó hiểu người tới nhắc nhở một câu hoàng hậu thiệu thị là muội muội ruột của thiệu đô đốc trường thái học ồ sau khi nghĩ thì cao phẩm mới phản ứng lại chuyện này ông ta biết hôm nay vị thiệu đại nhân kia không dễ động vào trước đây bởi vì ở trong triều không có thế lực của mình bị lũ triều thần chỉnh cho một trận hiện tại chớp mắt trên dưới cả chiều đã đều hòa khí. Trước đây ai cũng không thèm để một trường thái học vào mắt, hiện tại mỗi người dường như đều bị vị thiệu đai nhân kia nắm được trong tay. Ngay cả cao đại tư mã như ông ta, ở trên chiến trường cũng không quên gửi cho thiệu đô đốc mọt phong thư, cho thiệu đô đốc mặt mũi, sắp xếp một tên tiểu tử của nhà mình vào trường thái học. Trường 2246, hô Diên Gia, không một người hàng hai. Ông ta hiểu rõ nguyên do Tam Quốc khai chiến, chống lại tế quốc có thể chiếm được ưu thế áp đảo, vị thiệu đô đốc kia không thể thiếu công lao được, sau khi hai người lui tới coi như là rất có giao tình. Chuyện cho tới bây giờ, ông ta không thể không thừa nhận vị thiệu đô đốc kia đích thực là một người lợi hại. Trong lòng ông ta biết rõ, trưởng lệnh đào tổng quản của Hắc Thủy Đài đứng ra chắc chắn cũng là nể mặt mũi của thiệu bình ba, ông ta cũng không tiện ngăn cản, lúc này mới ừ, biết thời biết thế nói. Đào tổng quản là người bên cạnh bệ hạ, nói vậy đây là ý của bệ hạ, làm theo ý của Hắc Thủy Đài đi. Vâng, người tới tuân mệnh, sau khi chạy hết một vòng trong hoàng cung, cao phẩm liền lui ra, không vào ở trong hoàng cung cũng là vì tị hiềm. Hạo chân bị đuổi về hoàng cung, tạm thời giam lỏng. xử trí hạo chân và người trong cung không tiện để cao phẩm ông ta làm chủ, chờ ý kiến xử trí của bên triều đình Tấn Quốc. Đại chiến sơ định, cao phẩm ông ta cũng có rất nhiều chuyện phải thu mình lại, kiểu thắng lợi này không phải phương thức mà ông ta mong muốn. Ông ta thấy sẽ không vội vàng cầu thạnh như vậy, 500 ngàn cứng đối cứng với hồ diên vô hận tấn quân đã hao tổn năm trăm nhân mã rõ ràng là có thể để tránh bị tổn thất để tóm được tề quốc tội gì lại phải bắt nhiều tính mạng của tướng sĩ phải hy sinh như vậy nhưng ông ta có thể có biện pháp nào đâu có một số việc ông ta cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của cấp trên để tiến hành lăng mộ của hồ diên vô hận do công tượng trong quân đội tiến hành đào bới nhanh chóng xây dựng xong một xây bên mộ của tề hoàng hảo vân đồ đây là nơi do cao phẩm tự mình quyết định mai táng sau một trận gió to thổi qua cuộc sống ở vân phi dương cao phẩm tự mình tế bái tế bái hô diên vô hận cũng là tế bái ngày mà ông ta công thành danh thoại đến tận đây do một tay cao phẩm ông ta bình định tề vệ chiếm tề vệ vào trong bản đồ của tấn quốc trên đời không còn hai nước tề vệ nữa sau khi tế bái xong cao phẩm đứng nhìn về phía xa một hồi chợt hỏi thế hệ ba đứa cháu của hô diên vô hận còn chưa tìm được sao từ sau khi ông ta vào tề kinh liền ra lệnh cho người đi tìm vợ con của hô diên vô hận nhưng mà hô diên ra đã không còn ai nữa tướng lĩnh ở một bên tiến lên bẩm báo còn chưa tìm ra theo như cha xét thì sau khi hô diên vô hận rời khỏi hoàng cung thì có trở về nhà một chuyến sau khi cha hổ hồi phủ liền không còn lộ diện nữa đoán chừng là hô diên vô hận bảo gá an bài hậu sự lục soát khắp tề kinh cũng không tìm được người sợ rằng đã sớm rời đi rồi cao phẩm giơ tay lên vuốt dâu khẽ ngâm Hồ Diên ra, không một người hàng, bỗng trầm giọng nói, tìm, tiếp tục tìm, thông báo cho các nơi tiếp tục tra tìm, thông báo với Hắc Thủy Đài, bảo Hắc Thủy Đài phối hợp tìm. Hồ Diên vô hận dẫu có chết cũng không muốn hàng, đứng ở góc độ tình cảm thì ông ta tiếc hận đau lòng, cũng sùng kính, nhưng đứng ở góc độ tấn quốc thì làm ông ta không yên tâm. Nguyên nhân là vì ảnh hưởng của Hồ Diên vô hận đối với lực lượng của Tề Quốc, Hồ Diên vô hận dẫu có chết cũng không muốn hàng sẽ khích lệ một số người. Ông ta vốn muốn tìm con cháu của Hô Diên vô hận, sau đó sẽ nhận vào nhà mình tự nuôi nấng, đây cũng là ý của triều đình, làm cho con cháu của Hô Diên vô hận quy thuận Tấn Quốc, tương lai cống hiến cho Tấn Quốc, làm cho Tề Quốc hết hy vọng, hiệu lực của việc tử tôn của Hô Diên vô hận ở Tấn Quốc sẽ dễ dàng trần an những người khác, thuận thế quy thuận. Kết quả bị Hô Diên vô hận làm thành như vậy, không khác nào để lại tai họa ngầm, về sau còn không biết sẽ tạo ra bao nhiêu con cháu của Hô Diên vô hận mưu đồ gây rối. Từ xưa đến nay, loại chuyện như vậy rất thông thường, tuyên bố mình là hậu nhân của người nào đó, dùng chuyện đó để mua chuộc lòng người tác loạn, trên thực tế có trời mới biết là nghiệt chủng nhà nào chạy tới dương cờ hiệu đả loạn. Vì trấn an lòng người, cũng là vì làm cho tướng sĩ của Tấn Quốc nhìn thấy đó là tấm gương, Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng hạ lệnh xây dựng cho Hồ Diên vô hận trung liệt từ, cũng tự mình tham dự lễ tế bái. Nghe thấy Hồ Diên vô hận bỏ quan to lộc hậu dẫu có chết cũng không muốn đầu hàng, nghe thấy Hồ Diên ra không có một ai hàng, mông sơn minh ở nam châu cũng thở dài một tiếng thương triều tông và mông sơn minh đều mặc tăng phục đến tế điện đại tư mã của hàn quốc kim tước còn tự tay viết tế văn khiển trách tấn quốc hung ác cũng mặc tăng phục tế điện hoàng đế tống quốc ngô công lĩnh càng tự mình ra trận chẳng những tự mình tế điện mà còn hạ lệnh các nơi xây dựng trung liệt từ bản thân gã vốn là xuất thân phản tướng không hy vọng tướng lĩnh dưới trướng học gã hy vọng mọi người lấy hô diên vô hận là một tấm gương mà noi đờ Hoàng đế Yến quốc thương kiến hùng lại không có lòng thanh thản này, sau việc tàn khốc bức vua thoái vị nào còn có tâm tư tế điện cho hô diên vô hận nữa. Tam đại phái đưa ra quyết định nhất trí, ép thương kiến hùng giao hoàng quyền cho thương triều tông. Ban đêm, cao phủ có khách tới, tâm phúc cận thị của thương kiến hùng là cam miểu thủy lẻn ra khỏi hoàng cung, dịch dung đến đây. Bên trong thư phòng, sau khi mật đào một phen, cam miểu thủy cáo biệt, trước đó liền nhắc nhở lần nữa cho cao kiến thành nhớ. Cao đại nhân, việc này đã rất gấp rút rồi, Cần mau chóng gây ra động tĩnh làm cho Tam đại phái sợ ném chuột vỡ bình, bằng không khó giữ được Bệ Hạ, người cũng khó thoát một kiếp. Thương Kiến Hùng đáp rất có ý tứ, chính là muốn thế lực Bảo Hoàng phái lên tiếng mạnh mẽ khắp nơi, làm ra hành động phản đối, muốn mọi người biết được một khi Bệ Hạ không giữ được thì mọi người đều sẽ bị thanh toán. Nói trắng ra là muốn mọi người cùng nhau phản kháng. Thân làm lãnh tụ của Bảo Hoàng phái, Cao Kiến thành sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ca Miểu Thủy chắp tay cáo từ, lúc này hoàng cung đã bị Tam đại phái khống chế y muốn ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì, còn phải nhanh chóng chạy tới nhà của những người quan trọng khác nữa. Ai ngờ mới vừa leo tường cao phủ ra, còn chưa đi xa đã bị một đám hắc y nhân vây quanh. Sau một hồi chém giết kịch liệt, ca miểu thủy quỳ một chân trên đất, kiếm kề cổ, trong miệng tí tách máu tươi, một người chợt xuất hiện tay nâng kiếm, đầu của ca miểu thủy bay ra ngoài. Thương kiến hùng hiểu sâu về sự kinh doanh trong kinh thành, một khi hắn quyết định phản kháng, một đêm này nhất định là một đêm tàn sát. Ngồi tính tỏa bên trong thư phòng, Cao Kiến Thành khựng mắt nhìn một cái đè trơ trọi trước mặt, Phạm Chuyên vội vã tới, thấp giọng nói. Đã nền tội, Cao Kiến Thành từ từ nói, thông báo với các quan lại, Cao Mỗ cho mời. Vâng, Phạm Chuyên lĩnh mệnh rời đi, ra khỏi thư phòng có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, đều là tu sĩ được phái tới bảo vệ. Mà toàn bộ Cao Phủ có vẻ rất an tính, ngoại trừ hạ nhân đi làm việc được sai bảo thì tất cả mọi người bị nghiêm cấm trong phủ không được ra khỏi cửa phòng của mình có người thậm chí còn bị tập trung lại để quản lý. Trên dưới cao phủ mơ hồ ý thức được, cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Đại tư không đại vãn thượng triệu kiến, các quan lại sẽ không dám chế nải, nhao nhao tới. Trước khi tới cũng không biết là triệu kiến nhiều người như vậy, cho tới khi tới mới phát hiện cao phủ nhiễm nhiên đã trở thành triều đình, nhiễm nhiên là một đợt thượng triều. Không ít người nói thầm trong lòng, như vậy được không? Cao đại nhân không sợ sau khi bệ hạ biết được mà không vui sao? Bất kể như thế nào, trời sập đã có cao đại nhân chống đỡ, nếu đã tới, không ngại nghe thử xem có chuyện gì xảy ra. Đợi cho người tới đông đủ, chen chúc một đường, nhóm các quan lại chờ một lúc chỉ thấy mình cao kiến thành hiện thân, mọi người nhao nhao đứng lên chắp tay bái kiến. chương 2247, trong một đêm, cao kiến thành ngồi xuống vị trí chủ vị tự tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó uy nghi lẫm liệt nói. Hẳn là trước đó vài ngày, chư vị ở đây có không ít người đều nghe nói tới chuyện trưởng môn của tam đại phái vào cung, bệ hạ bái kiến mà không được gặp. Mọi người nhìn nhau một lượt, không ai hé răng, thương vĩnh trung an vị chỗ bên trên cao kiến thành càng đảo tròn trong mắt, nói thầm trong lòng, không biết lão hồ ly này có manh mối gì rồi. Cao kiến thành lại nói, nói vậy chư vị cũng đều nghe nói tới, sau khi dung thân vương diệt hiểu nguyệt các công nhân chỉ trích bệ hạ là hung thủ năm đó mưu hại ninh vương. Chuyện như thế này mọi người càng không dám lên tiếng nữa, lặng lặng, có vài người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tỏ ra như không nghe thấy gì vậy ánh mắt của cao kiến thành nhìn mọi người xung quanh lần này thật sự là nói ra làm người ta kinh sợ tam đại phái đã đưa ra quyết định lật đổ bệ hạ hiện nay ủng hộ lập dung thân vương hả mọi người có mặt đều kinh sợ có người còn sợ quá mà đứng lên trong đó có cả thương vĩnh trung hết hồn nói đại tư không tại sao lại như vậy cao kiến thành giơ tay lên ấn một cái ý bảo mọi người đừng đứng mà hãy ngồi tiếp tục nói biến cố sẽ chỉ trong đêm nay lúc này đại nội hoàng cung đã bị tam đại phái khống chế rồi phạm chuyên dẫn một tên thuộc hạ tới trong tay thuộc hạ bưng một cái khay được chùm một tấm vải đỏ bên trên sau khi đặt khay xuống phạm chuyên vạch vải đỏ ra lộ ra một cái đầu người khuôn mặt của cái đầu đó đang quay về phía mọi người có người kinh hô một tiếng ca phủ lệnh cao kiến thành phất tay phạm chuyên lại mang khay lui xuống không sai là ca phủ lệnh trước khi các vị đến ca phủ lệnh đã mạo hiểm xuất cung tới chỗ ta nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chém giết ý đồ của ba đại phái rất rõ ràng nếu bệ hạ chống cự không theo thì bệ hạ và các hoàng tử sẽ khó giữ được tính mạng còn thái độ của bệ hạ đương nhiên là kiên quyết nhưng chúng ta thân làm thần tử không thể ngồi nhìn bệ hạ không để ý tới tính mạng như vậy được ra sức bảo vệ không biết ý của chư vị như thế nào ánh mắt mọi người lóe lên suy nghĩ toàn bộ tình thế sau đó có người thử hỏi một câu không biết phải ra sức bảo vệ như thế nào cao kiến thành đơn giản nói một câu nếu chúng hiệu lệnh trên dưới yến quốc tòng mệnh tam đại phái đương nhiên sẽ không làm bệ hạ khó dễ mọi người nhìn nhau cao kiến thành hiểu nếu như y không tỏ thái độ sợ là không ai dễ dàng tỏ thái độ sau đó nói tam đại phái đã đồng ý với lão phu rồi nếu chúng ta có thể bảo đảm quyền to ở yến quốc thuận lợi giao lại thì sẽ đảm bảo được sự an nguy của bệ hạ cái gì gọi là tam đại phái đã đồng ý với ngươi rồi mọi người đều không ngốc chuyện này hẳn là đã bàn riêng với tam đại phái rồi thương vĩnh trung trầm giọng nói cao đại nhân bọn ta đều đã từng kết thù với dung thân vương một khi dung thân vương thượng vị há lại có thể cho bọn ta đường sống hắn là một người sợ nhất trước đây lúc bình định ngô công lĩnh hắn đã tự mình bắt thương triều tông giải tới kinh thành khiến thương triều tông chịu không ít đau khổ suýt chút nữa đã hại thương triều tông bỏ mạng cao kiến thành vương gia quá lo rồi luận đắc tội ta chỉ có hơn chứ không hề kém vương gia dung thân vương đã đồng ý với ta rồi tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua vương gia, ta còn không sợ, người sợ cái gì? Khá lắm, trong lòng mọi người kinh hô, cảm thấy vị này đã cấu kết với thương triều tông rồi. Chuyện kế tiếp chính là chuyện cao kiến thành cam đoan với mọi người, thương triều tông tuyệt đối sẽ không để ý tới chuyện cũ của mọi người, cũng cam đoan tất cả sẽ như trước, đơn giản là chủ tử của triều đình trở thành người khác mà thôi. Bây giờ hắn là thủ lĩnh của bảo hoàng phái, coi như đã âm thầm làm việc cho bên Nam Châu đã nhiều năm, người quan trọng của triều đình bên này, rất nhiều người đều là do hắn một tay dẫn dắt lên những năm này ngoại trừ những người đối lập không trắng đen rõ ràng ra có hắn đảm bảo người của hắn đương nhiên là không có ý kiến gì cao kiến thành nói rõ ý tứ ra cũng thể hiện thái độ đợi đến sau khi mọi người đều hưởng ứng thì lập tức tiến hành sắp xếp hiện tại chuyện mọi người phải làm là phòng bị trong cung thông qua các con đường khác để thông báo khắp nơi muốn mọi người trở về lập tức đưa tin người của mình ở khắp nơi ổn định cục diện nói cách khác không được bọn họ cho phép người của các nơi nếu không tuân theo ý chỉ của triều đình đảm bảo các nơi sẽ không xảy ra chuyện, cam đoan hoàng quyền thuận lợi được giao lại. Đợi sau khi mọi người tản đi, Thường Vĩnh Trung vẫn ngồi ở tại chỗ, gã biết rõ ràng, những người trước mắt nắm giữ tất cả quyền lực lớn nhỏ của Yến Quốc, nếu những người này phản, lại thêm lực lượng tu sĩ của tam đại phái áp chế, Thương Kiến Hùng sẽ không bị lật nổi. Hắn đứng ngẩn người ở đó, Cao Kiến Thành tới bên người hắn từ lúc nào hắn cũng không biết. Vương ra sao thế? sao lại trố mắt? Cao Kiến Thành đặt câu hỏi. Thương Vĩnh Trung đã tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn gã, than thở. Cao đại nhân, bệ hạ coi trọng và tín nhiệm ngươi như thế, ngươi lại tận diệt triều đình của bệ hạ như thế, bảo bệ hạ làm sao chịu nổi? Cao Kiến Thành, vương gia, tam đại phái đều đứng về phía dung thân vương rồi, chúng ta có thể ngăn cản được bao lâu? Bệ hạ muốn cá chết lưới rách với dung thân vương, lẽ nào chúng ta cũng phải chôn cùng sao? Vương gia, vừa rồi ngươi vẫn luôn không hé răng hiện tại ta chỉ cần một câu nói của ngươi thôi chọn bệ hạ hay là chọn dung thân vương thương vĩnh trung quay đầu nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa gượng cười nếu ta không đồng ý chỉ sợ vừa ra khỏi cánh cửa này sẽ trở thành ca công công kế tiếp rồi ta còn có lựa chọn khác sao cao kiến thành vương gia biết là tốt rồi ngươi là đại tư mã của yến quốc quân của kinh đô và vùng lân cận đều biết ngươi là tâm phúc của bệ hạ người đứng ra quân coi giữ không nghi ngờ gì quân coi giữ kinh đô và tướng lĩnh của vùng lân cận đều là thân tín của bệ hạ hiện tại cần ngươi đứng ra khống chế cục diện tránh việc kinh thành xuất hiện đại loạn thương vĩnh trung lắc đầu đại tư mã ta chỉ là một vật trang trí thôi sao binh quyền của kinh đô và vùng lân cận đều ở trong tay bệ hạ một khi bệ hạ có biến đại quân tất sẽ cần vương không phải ta có thể khống chế tiếng nói của ta cũng vô dụng cao kiến thành cho nên phải ngươi đứng ra cầm ý chỉ của bệ hạ có lẽ có tội danh lấy thế lôi đình nhanh chóng bắt chủ tướng của kinh đô và vùng lân cận lại, đổi người mới, nên đổi người nào có thể ổn định được cục diện, dù nói thế nào vương gia cũng là người đã thấm nhuần quân vụ nhiều năm rồi, trong lòng hẳn là biết rõ. Thương Vĩnh Trung ngạc nhiên, giả truyền ý chỉ của bệ hạ, Cao Kiến Thành gật đầu, trong cung sẽ tự có người lấy tỷ ấn của bệ hạ, ý chỉ viết như thế nào, chúng ta nói là được. Vương gia, phải nhanh lên, nếu chậm có gì truyền ra sợ rằng sẽ không ổn. Lập được công này, dung thân vương chắc chắn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Vương ra, dung thân vương đang chờ và quan sát ở Nam Châu, cơ hội cuối cùng, không thể bỏ lỡ được. Thương Vĩnh Trung thật sự không muốn làm việc này, tiếp tục giữ vững cục diện này thật tốt, nhưng chuyện trước mắt đã rõ ràng. Mất đi tam đại phái chống đỡ, tối đa bệ hạ chỉ có thể chó cùng rứt dậu mà thôi, khó có thể thay đổi kết quả cuối cùng. Vì vậy đứng lên, trầm mặc gật đầu, lúc này Cao Kiến Thành gọi một nhóm tu sĩ ra, đi cùng Thương Vĩnh Trung đi làm việc. Đêm nay, Thương Vĩnh Trung mang mặt giả, là một người bận rộn nhất. Cầm ý chỉ của Hoàng đế, trước khống chế đầu mối quân cơ, sau đó lao tới các nơi chú quân ở Kinh Đô và vùng lân cận, suốt đêm bôn ba không ngừng, tuyên bố ý chỉ lấy tội danh tự tạo ra để bắt từng nhóm tướng lĩnh lại. chương 2248, nhiếp chính vương Đại Yến 1 Đổi người khác có thể tương đối tin tưởng, cũng truyền chỉ quân chú rời Kinh Bình Định, bất kể nói thế nào, trước tiên làm nhân mã rời Kinh Thành rồi lại nói sau. Một khi vị này đã quyết định lựa chọn, làm việc cũng ác, lấy tội danh tự tạo để điều tướng lĩnh đi, cũng không hề giam giữ thẩm vấn gì, mang thẳng tới nơi không người chém giết, phòng ngừa biến cố. Trong một đêm, tướng lĩnh chú quân ở Kinh Đô và vùng lân cận đã có mấy trăm người rơi đầu. Mà ở bên cạnh động thủ, bên tử Kim Động đã điều động nhân mã trong phạm vi thế lực của mình hỏa tốc chạy tới Kinh Thành. Điều động nhân mã khắp nơi dị thường như thế, nhân viên quân tình đều thông qua phương thức tình báo quân sự đến phòng quân cơ, sẽ có nhân viên điệp báo âm thầm báo cáo lên nhưng phòng quân cơ đã bị thương vĩnh trung khống chế khi có tình báo dị động đều bị thương vĩnh trung đè xuống không thể báo lên cho hoàng đế được hoàng đế đã bị tam đại phái bí mật giam lòng bên ti điệp báo đại nội tổng quản điền ngữ cũng bị người ta bí mật khống chế khống chế cùng với hoàng đế nói trắng ra là đây là một trận chính biến đại quy mô liên quan tới cả bên trong lẫn bên ngoài sau khi xử lý xong sự vụ bên ngoài cửa cung mở ra thương vĩnh trung cần vương cứu giá xuất lĩnh một đội nhân mã trong tay hắn tiến cung cầm theo ý chỉ của hoàng đế khống chế cấm vệ quân trong cung. Đội nhân mã này tới, mỗi phủ nha trong kinh đều không phải người mù, đều phát giác ra nhưng đều bị quan chủ của phủ nha áp chế, ra lệnh không cho phép vọng động, cứ theo lẽ thường xử lý sự vụ là được. Một đêm này, ngay cả một vài bách tính cũng đều nhận ra bầu không khí của kinh thành có chút quỷ dị. Xác định đã khống chế thế cục bên trong bên ngoài kinh thành xong, tam đại phái thở phào nhẹ nhóm, có vài người rốt cục cũng đã lộ ra răng nanh. Lúc trời tờ mờ sáng, bị phong tỏa bên trong ngự thư phòng. Ngồi sau ngự án kiện, thương kiến hùng nhịn một đêm, hai mắt phần tiêm máu, trên mặt đất là một đống đồ bị đập vỡ. Đại nội tổng quản điền ngữ thì đang đi lại trong ngự thư phòng lo nghĩ, sau khi nhận được tin tức. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, chỉ thấy trưởng lão thân báo xuân của tử kim động dẫn người xông vào phong tỏa bên trong ngự thư phòng, đối mặt với thương kiến hùng, hờ hững nói. Bệ hạ, hạ chỉ đi, ầm, um, thương kiến hùng vô án, cả giận nói các ngươi có bản lĩnh thì giết quả nhân đi, muốn hắn hạ chỉ giao quyền, phong thương triều tông là nhiếp chính vương, nghĩ thật là hay. Thân báo xuân cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa, bản thân thương kiến hùng không hạ chỉ, đương nhiên sẽ có người giúp hắn hạ chỉ, xoay người đi tới trước mặt điền ngữ, nhìn điền ngữ. Điền tổng quản, giao danh sách ẩn bí danh của điệp báo ti ra đây. Có một vài danh sách quan trọng chỉ có một mình điền ngữ nắm giữ. Điền ngữ mỉm cười không người, thân trưởng lão, việc này phải mời bệ hạ ý chỉ mới được phải ngươi cho rằng ngươi có cho hay không còn quan trọng hơn sao soạt đột nhiên rút kiếm một kiếm hàn quang đâm thẳng vào tim của điền ngữ soạt bảo kiếm trở về bao thương kiến hùng trợn to hai mắt mắt mở trừng trừng nhìn điền ngữ vẻ mặt đau đớn chậm rãi ngã xuống ngã trên mặt đất trên mặt điền ngữ mang theo vài phần khó tin thân báo xuân đã ở hoàng cung nhiều năm không biết đã được nhận bao nhiêu lợi ích của ông ta rồi bây giờ lại dám hạ độc thủ với ông ta như vậy thân Bảo xuân nhìn cũng không thèm nhìn ông ta cái nào xoay người rời đi giao tình những ngày qua thì là giao tình những ngày qua chuyện lần này gã cũng không chấn áp được cũng không giúp được trước đó đã nhận được không ít lợi ích nhưng bây giờ lúc hạ độc thủ cũng sẽ không mềm tay nếu không phải bên trên thông báo tạm thời không thể giết thương kiến hùng gã ngay cả thương kiến hùng cũng đã muốn làm thịt rồi cho một vài chuyện không thể thấy ánh sáng cùng nhau biến mất thương kiến hùng kinh ngạc tại chỗ nhìn điền ngữ co giật trên mặt đất xong nhìn thấy thân báo xuân trực tiếp giết điền ngữ là y biết lần này thực sự xong rồi. Lâm Triều, các quan sáng nay lại không tới mà tới thẳng phủ nha mình tọa chấn, nghe theo sự sắp xếp của Cao Kiến Thành, quan sát chặt chẽ tất cả, phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường đều lập tức nhấn xuống, tuyệt đối không thể làm cho người có lòng nhân cơ hội này mà tác loạn, bằng không đừng trách Cao Kiến Thành hắn trở mặt. Đại đa số bách tính đều không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết cửa thành bị phong bế vẫn chưa mở, binh sĩ rất ít, ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày trong thành cũng không lớn. Phía sau đám hào môn phú giả này phần lớn đều là quan viên triều đình, tin tức linh thông, cho dù không biết có chuyện gì xảy ra cũng nhận được sự nhắc nhở của người phía sau lưng, bảo phải đàng hoàng một chút, vì vậy đám người bình thường xa hoa trong nháy mắt toàn bộ đã trở nên biết điều hơn, đại thể là quản giáo vợ con, không cho xuất môn. Lại qua một ngày nữa, rốt cục cửa thành đã mở ra, một đội đại quân phong trần đi tới, từ kim động điều nhân mã phụ cận chạy tới, cũng vào thành, trực tiếp bố trí trọng binh tiếp quản phòng ngự kinh thành, cũng xông vào cung thành tiếp nhận khống chế. Nhân mã của mình vừa đến, đám cao kiến thành lập tức thả tay chân ra, triển khai loại trừ. Phạm là đám có bối cảnh hào môn đằng sau thương kiến hùng đều là gà bay chó sủa, nhiều đội nhân mã xông vào, không thèm thẩm lý và phán quyết, trực tiếp xét nhà bắt người, giết người. Tất cả cửa ngoài cung mở rộng, phủ thái tử mới lập cùng các hoàng tử kể cả gia quyến đều bị bắt, những người trực hệ thì bị giam lỏng trong hoàng cung người còn lại phàm là có tác loạn hoặc người bị hiềm nghi người có năng lực đều giết hết không tha trong hoàng cung cũng như vậy hơn phân nửa thái giám cùng cung nữ bị loại trừ tiếng khóc lóc kêu thán trong cung không dứt bảo khố hoàng cung bình thường muốn có người lấy trộm là không thể nào chỉ có điều lần này không phải trộm đêm mà là lấy ngay ban ngày ban mặt thương vĩnh trung tự mình xuất lĩnh người tới mạnh mẽ đập phá không còn cách nào thương kiến hùng dẫu chết cũng không chịu mở bảo khố ra bên này đành mạnh mẽ loại bỏ cũng không phải vì muốn lấy tài vật trong bảo khố mà là muốn lấy thần khí trấn quốc trong bảo khố hai ngày hai đêm không được nghỉ ngơi tốt thương vĩnh trung đã mù quáng gã đã, đã nói xong với cao kiến thành rồi lấy được thần khí trấn quốc phải do hắn tự mình hiến cho thương triều tông đại tư không tiểu nữ còn trong cung phụng dưỡng bệ hạ không biết có thể để nàng xuất cung về nhà hay không vài tên quan viên triều đình đi tới cao phủ tìm được cao kiến thành đều là nhà có nữ nhi đưa vào cung làm phi tử cho thương kiến hùng đưa vào cung là vì nhà mình lúc này cũng không tiện mặc kệ kiên trì xin tha đến cùng ngồi ngay ngắn sau án kiện cao kiến thành vuốt dâu nói chư vị đại nhân yên tâm đều yên tâm đi tạm thời cứ kiên trì chút không sao đâu sau này người nên về đều có thể về nhà nhưng không phải bây giờ đợi thế cục vững vàng rồi lại xử lý việc này vẫn chưa muộn mà chư vị hẳn là biết rõ hiện tại trong tình huống này nhớ có người ở trong cung ra ngoài cấu kết ý đồ tạo hiềm nghi vào bệ hạ thì sẽ không tiện cho mọi người ta nói có đúng không dạ 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 vẫn là đại tư không nghĩ chu đáo mấy vị đại nhân liên tiếp nói phải cao kiến thành than thở có vài lời cảnh cáo ta phải nói trước nhé nếu nữ nhi nhà ai một lòng với bệ hạ sợ là sẽ không ra khỏi cung được nữa còn nữa vì bệ hạ đã có con cái tốt nhất là vẫn nên ở lại trong cung phụng dưỡng bệ hạ thôi bằng không bên dung thân vương sợ là sẽ suy nghĩ nhiều cũng là vì muốn tốt cho mọi người mà thôi các người nói có đúng hay không đại tư không nói có lý mấy vị đại nhân đều khúm núm lúc này bốn nhánh nhân mã bị điều trọng địa ở đi kinh đô và vùng lân cận cũng phát hiện ra chuyện không bình thường